Những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thầy giáo. Và chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Hòa Thượng Giác Đẳng giảng nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Kính trân Thượng tọa Minh Hạnh của Nam mô Bụt Thầy giáo. Kính bạch chư Tôn Đức và thưa tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có những khái niệm mặc dù mới nghe tương đối quen thuộc với nhiều người, nhưng mà chúng ta ít có khi có thời giờ để chiêm nghiệm ý nghĩa sâu xa. Một trong những khái niệm đó là dùng luân hồi. Vốn dĩ được tiếp nối là do vô minh và ái. Và ái dục, khi mà nói về dục ái, sắc ái, vô sắc ái, được xem như là cái động lực cho tái sanh. Chẳng như vậy mà khi Đức Phật ngài giảng Phật Pháp, thì ngài dạy rằng tất cả pháp hành, pháp hữu vi, tức là tất cả sự hiện hữu trong ba cõi, đều bị bao phủ bởi nhiệt não và đều nằm ở trong cảnh giới của ma. Đây là những ý nghĩa rất là sâu kín, và Thánh Ni Upachara cũng đã nói lên một điểm khác về Niết Bàn ở trong cái ngôn ngữ, và thực sự khiến cho chúng ta đôi khi rất ngạc nhiên. Bây giờ mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng tọa Thượng Quyền giảng giải rộng rãi ý nghĩa bài học này. Con kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã giảng nhập bài học ngày hôm nay. Con xin đọc chánh kinh. Bài học hôm nay, kinh Tương Ưng Sanyutta Nikaya. Nhìn lại cùng trong bể khổ thôi, kinh Upachala. Upachala Sức Tăng, chương 5, Tương Ưng Tỷ Khu Ni. Trong đại trầm luân thì thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, nhìn lại cùng trong bể khổ thôi. Giữa trùng khơi ai cũng muốn chèo chống để đi tới, dù không thật biết sẽ đi về đâu, đi đâu về đâu. Theo lời Phật dạy, chính ái tan ha, dù là dục ái, sắc ái, vô sắc ái, là động lực đưa đẩy chúng sanh luân hồi trong ba cõi. Phải nhận rõ tính phổ quát của vô thường, khổ, vô ngã hiện hữu trong tam giới mới không khởi niệm mong ước tái sanh. Cảnh giới của bậc thánh giải thoát vốn không động, không nhiệt não, không phàm phu, không quan tâm, ma không thể đến được, là một cách nói chân phương về Niết Bàn tịch tịnh, vốn không khó biết, khó lãnh hội. Chính điểm này, tuệ giác được thí dụ như cái nhìn của người leo lên lầu cao chót, nhìn quần mê ngược xuôi dưới mặt đất. Kinh văn: Tại sao quách thí, vào buổi sáng Tỳ Khưu Ni Upachala đắp y tĩnh tọa dưới một gốc cây. Ác ma đi đến Tỳ Khưu Ni Upachala và nói: Này Tỳ
Thì khi nay muốn tái sanh, ta không muốn tái sanh tại chỗ nào cả, này bạn. Chư thiên tam thập tam, dạ ma và đau xuất, thiên chúng cõi hóa lạc, tha hóa tự tại tiên, hãy hướng tâm thiên giới, tâm tư sẽ hân hoan. Chư thiên tam thập tam, dạ ma đau xuất thiên, thiên chúng cõi hóa lạc, tha hóa tự tại thiên. Họ bị dục trói buộc trong cương tỏa của ma. Cả thế giới bừng cháy, cả thế giới lửa bay, cả thế giới thiêu đốt, cả thế giới chấn động. Chỗ không động không cháy, phàm phu không quan tâm, ác ma không đến được, chỗ ấy ta hoan hỷ. Ác ma biết được Tỳ Khưu Ni Upachala đã biết ta, phiền muộn và thất vọng biến mất chỗ ấy. Thích văn: ta quá tinh ma chá, già ma chá, tam thập tam thiên, già ma thiên. Tusita chapi Dewata và thiên nhân đau xuất. Nimma Naratino Dewa, thiên nhân cõi hóa lạc. Ye Dewa Vasa Vatino, thiên nhân cõi tha hóa tự tại. Tattha Sittang Pani Thề hí, hãy hướng tâm đến những gọi ấy. Rattin Phát Chá Nú Phô Xá Si Tí, nàng sẽ trải nghiệm sự vui thú. Ca Má Phan Thá Ná Bát Tha Tê, họ vẫn bị trói bởi dục vọng. Em tí mà ra quá sang pu na, vẫn trở lại dưới sự sai sử của ma. Sáp bô a di pi to lo co, cả thế giới bị bừng cháy. Sáp bô lo co bát thu pi to, cả thế giới trong khói lửa. Sapo Pacha Lito Loco, cả thế giới bị thiêu đốt. Sapo Loco Pacha Pinto, cả thế giới chấn động. Sapo Adipito Loco, cả dạ con xin sám hối. Akang Pitang Apachalitang, chỗ không chấn động không cháy. Apu Thucha Na Sewitang, chỗ phàm phu không tha thiết. Agati Yattha Marasa, chỗ ác ma không đến được. Tattha Menirato Manoti, ấy là nơi tâm ta hoan hỷ. Thích nghĩa: Tỷ Khưu Ni Upachala là một trong ba người em gái của ngài Sariputta. Xem chú thích bài kinh trước. Trong bài kinh này, ác ma chỉ đề cập năm cõi trời dục giới mà không nói tới cõi trời dục giới thấp nhất là cõi tứ đại thiên vương Chaturmharachika, là cảnh giới có thiên lạc nhưng vẫn có phận sự phải làm. Tỳ Khưu Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình và thưa chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa.
tự quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính xin thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá, nhiều thơ thì chúng được nghe rõ. Cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Chúng con kính lễ đến Hòa Thượng Tỳ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tự Tri, Đại Đức Tề Đức, cùng chư tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến quý tu nữ cùng sư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahan Summa Sambuddho Phakkawa Bhutan Phakkawantan Apiwa De Miswa Khato Phakkawata Thammo Thamman Nama Sa Misupatipano Phakkawato Savaka Sankho Sang Khang Nama Mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Cùng nhờ quyền lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tụng Đức Tăng cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Đến sư phụ Tỳ Siêu đã quan lâm vào hôm. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đọc một, chúng ta nghe đọc một cái đoạn kinh văn mà phải nói rằng là Hòa Thượng Giác Đẳng đã điều đỉnh lại cho chúng ta thấy và có những cái chi đề mà rất là đặc biệt. Cái ngôi nhà đó nó đi tới đi lui, nhìn lại cùng trong bể khổ thôi. Cái nút bát cha lá này nó đến vì tỳ kheo ni được cái tâm vượt thoát khỏi cái bể khổ của tam giới. Chúng ta thường nghe nói tam giới là quả trạch mà, nó biển lửa. Cái lửa đây là lửa của tham ái, nó đang ngấm chìm, mà có thể nói rằng là tất cả chúng ta đã bao lần đi qua từng cõi trong tam giới này. Vui có, khổ có, mà dĩ nhiên là khổ nhiều hơn vui. Nhưng có thể nói rằng chúng ta đã đi qua hết. Nhưng chỉ có một chỗ, đó là cái chỗ tịch tịnh vắng lặng, chúng ta chưa có đi tới thôi. Cái chỗ mà Bụt Thích Chánh Á, Sê Vi Tăng, chỗ phu không tha thiết thì chúng ta không có đi tới, bởi vì chúng ta là phạm phu, chúng ta tha thiết cho nên chúng ta không ước cầu. Từ phương kiếp ta nói rằng trong cuộc đời bất cứ hành động thiện ác, bất cứ cái vui cái buồn gì, nếu như chúng ta có cái sự tu tập thì nó là một chuyện khác, mà nếu chúng ta không có sự tu tập là một chuyện rất khác. Bởi vì mỗi con người trên cuộc đời này do duyên, cho nên nó đưa chúng ta từ cảnh giới này sang cảnh giới nọ. Khi nói về cái giá trị trầm luân, giá trị đau khổ này, chúng ta nhớ lại, nếu quý vị đã học vi diệu pháp thì chúng ta thấy ác ma chiêu dụ họ sanh về cái cõi giới nào, muốn ngài muốn sanh về cõi giới nào, vì tỳ kheo ni hoàn toàn upacara này vì ấy không có muốn sanh về cái cõi nào cả. Tại sao như thế? Chúng ta nên nhớ là vi diệu pháp đó, ở trong có ba cõi sáu đường. Bây giờ ba cõi, tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cõi dục là trầm luân thì chúng ta nghe là chắc chắn. Nhưng chúng ta nghe cõi sắc giới, đó là các cõi thiền. Nó cao hơn nữa là cõi vô sắc, là cõi đó nó có tâm mà nó không có sắc. Thì dầu bất cứ ở cõi giới nào, nó cũng trong cái giới vực của hiệp thế. Tức là, nói theo cái từ ngữ của vi diệu pháp là nó cũng thuộc về các cái tâm hiệp thế. Mà các tâm hiệp thế này sẽ là nhân là duyên để trời tạo sanh ra
các cõi. Bây giờ chính đó chính là đại thiện dục giới, đại thiện sắc giới và đại thiện vô sắc giới. Từ những cái thiện tâm đó chúng ta ra vào, đúng vậy đó, thì nhìn lại thì cũng trong biển khổ, sống hết cái kiếp ở cái nơi sắc giới, ở cái nơi dục giới đó, rồi cũng hết tuổi thọ và tái sanh xuống dục giới, rồi cũng trầm luân, cũng sanh tử, cũng thiện ác khôn lường. Những chúng sinh được tái sanh ở cái cõi vui ai cũng muốn, nhưng chúng ta có bao giờ biết rằng muốn về được các cõi giới đó là chúng ta phải có một cái tâm để mà hành thiền, hay một cái tâm đại thiện này, hay là cái tâm, hay là việc làm tam nghiệp này phải là tam nghiệp thiện, ít nhất cũng là thân khẩu ý nghiệp một cách căn bản. Như chúng ta biết, bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thiết pháp, tính pháp, hay tỷ công đức, hội công đức, vân vân. Hay là chúng ta tạo thập thiện nghiệp. Đó là những cái pháp mà đưa chúng ta sanh về cõi giới an lành. Còn nếu như chúng ta muốn tu tập được một cái sự tốt đẹp hơn, thì chúng ta tu thiền chỉ để chứng đắc các tầng thiền, sơ nhị tam tứ thiền, hay là tu thiền vô sắc giới. Tu tập đề mục không vô biên, thức vô biên, vô sở, phi tưởng vi, phi tưởng xứ, để sinh về các cõi giới này, thì từng các cái cảnh giới đó nó đều có một cái pháp môn tu tập để sinh về cảnh giới đó. Rồi chúng ta hết cái tuổi thọ cảnh giới đó, chúng ta hưởng lạc rất là lâu, rất là dài, rất là nhiều ở cảnh giới đó, nhưng cuối cùng cũng rớt lại, cũng rơi lại về cái biển khổ của cuộc đời. Cho nên chúng ta thấy nó phân ra tâm này liên hệ với tâm, tâm hiệp thế, và đại thiện này, đại thiện siêu thế, đại thiện hiệp thế và đạo thiện. Đại thiện khi nào chúng ta có cái khởi tâm lên đại thiện siêu thế thì chúng ta mới rời xa được. Chúng ta thấy rồi biết bao nhiêu buồn vui khổ đau, giận hờn, hay vừa lòng, thuận lòng, đẹp đẽ, hạnh phúc, đau khổ, tốt đẹp, xấu còn gì đó, đều là do nghiệp nó dẫn chúng ta đi. Cái đời sống là một chuỗi dài của các cảm thọ, của các xúc, của các cảm thọ, của các tưởng tri, mà nó được đỡ, nó được nâng do cái thiện nghiệp hay do cái ác nghiệp. Bởi vì sanh hữu nghiệp hữu này, khi sanh hữu đó, khi nó một dòng tâm thức trôi chảy liên tục rồi chúng ta chết, đó là cái sanh hữu nó xuất hiện, cái nghiệp hữu dẫn đi chúng ta ở cõi giới đó vui khổ. Và trong cõi vui đó vui như thế nào, hoàn cảnh ra sao, cũng đều là do nghiệp của mình. Mà mỗi chúng sinh đều có cái nghiệp riêng hết. Bởi vì chính nghiệp này, khi chúng ta đọc trong Kinh Văn Kỵ thì chúng ta thấy mới thấy đó, mà nhắc hoài mà nó là cũ, nhưng nó không bao giờ mà nó lại là lỗi thời bao giờ. Bởi vì chính nghiệp đó là nó che chở, nghiệp đó là chính là nghiệp đó là quyến thuộc của chúng sinh, nghiệp đó chính là nơi mà chúng sinh tạo ra cái thiện cái ác. Nghiệp là hành động giữ lành, nhưng ở một cách khác nữa, nghiệp là gì? Đó chính là của riêng của mọi người. Nghiệp là sự thừa hưởng quả của nghiệp. Nghiệp sinh ra ta, nghiệp là quyến thuộc của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp thiện thì ta hưởng quả thiện, ta tạo nghiệp xấu thì chúng ta hưởng quả xấu. Chính những cái thiện nghiệp ác nghiệp đó là chỗ mà chúng sinh phải chịu
Cho nên vì vậy, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện xa, chuyện gần gì của chúng sinh đó, nó đều là một cái của chúng ta. Mà trong vòng sanh tử, chúng ta không có thể nào biết được. Sự thật ra mà nói, chúng ta nhớ lại cái thập nhị duyên khởi, chính giờ cho cái vô minh nó bao trùm. Khi mà chúng ta còn trong thai mẹ thì không biết gì. Đến khi ra đời, gặp cái cảm giác, cái cảm thụ của tứ đại lạ, cái cảm thọ nó khó chịu, chúng ta khóc la từ bé. Rồi tới lên chỉ biết khát sữa, bú sữa mẹ, rồi biết nương nhờ ở cái những gì của cơm nước sữa đường vân vân. Rồi chúng ta lớn lên, đi học, rồi chúng ta đi sinh hoạt, hay được cái sự dạy dỗ của cha mẹ, của thầy cô, của bạn bè, của những người thân. Chúng ta chỉ biết quay quanh nhiều đó. Rồi chúng ta vừa lòng với mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Chúng ta chỉ làm nhiều đó, nhớ nhiều đó thôi. Rồi lớn lên một chút xíu rồi bắt đầu thương thích người này, ghét người kia. Hãy thương thích thì nhín kết với nhau. Và thế là rồi cuộc đời này là chúng ta đi làm việc, đi tìm kế sinh nhai. Đến khi sự thật ra, có bao giờ chúng ta suy nghĩ rằng, ủa chúng ta sinh ra, chúng ta từ đâu, chúng ta tới đây vậy? Do cha, do mẹ sinh ra. Nhưng những gì, chúng ta hoàn toàn không nhớ gì cái kiếp quá khứ hết. Không gì nhớ tiền thân hết. Bởi vì nếu như nhớ về tiền thân là chúng ta không có Phật ra đời, chúng ta cũng tu nữa. Mà ở đây, chính vì không có nhớ, cho nên cứ mạnh được yếu thua, tìm cái lạc, sợ khổ, tìm vui, tránh cái buồn. Đó là tâm tư của chúng sinh chạy theo như vậy. Mà nhất là chúng sinh ở cõi dục, cõi người, nó là như thế. Thì làm sao chúng ta nhớ? Mình chúng ta luôn luôn thắc mắc. Nếu chúng ta đã hiểu biết được Phật Pháp thì chúng ta từ đâu tới đây đi? Nhưng lúc đó một cái mà chúng ta trông mong đi tìm, chúng ta từ đâu đến đây, thì cái đó nó cũng làm cái khổ cho chính mình. Rồi từ cho nó mới khởi lên những điều nghi hoặc, rồi từ đó khởi lên những cái điều mà chúng ta không có bình tâm vững trí. Thì tất cả là do cái gì? Do tham ái làm nhân, do tham ái làm duyên. Chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Mà ái đây là do vô minh nó dẫn đầu. Do vô minh nó che khuất tất cả, chúng ta không nhớ gì. Bây giờ nếu như chúng ta nhớ rằng chúng ta từ cõi thiên sanh xuống, yên ổn, tốt đẹp bao nhiêu đó. Rồi chúng ta biết được rằng chúng ta từ cõi địa ngục, chúng ta từ cõi bằng sanh Atula, ngạ quỷ, chúng ta khổ đau vì chúng ta người này. Thì nếu chúng ta nhớ như vậy, thì đâu có cái Đức Phật ra đời. Đâu có lý tứ đế để diễn thuyết. Đâu có con đường trung đạo để chúng ta chấm dứt sanh tử khổ đau. Đâu có bát chánh đạo, đâu có giới, đâu có định, đâu có tuệ. Mà chính vì chúng sinh không thấy, bị mê mờ, bị che phủ. Bị mê mờ, che phủ do cái gì? Do tham ái làm nhân, do tham ái làm duyên này. Mà đi từ ước vọng tìm tòi, từ chỗ này tới chỗ kia. Cho nên rồi sự sanh ra đời, rồi được lớn lên, rồi được đầy đủ hoặc là không đầy đủ, điều nhiều do cái nghiệp của chính mình. Cũng là cha, cũng là mẹ đó, nhưng anh em tâm tính lại khác nhau, tài sản khác, tri thức khác, tức là cái phước đức, phước vật và phước trí, mọi người khác nhau hết, không có thể giống nhau. Bởi vì là anh em cùng cha cùng mẹ sinh ra và nuôi dưỡng lớn lên cũng đồng đều như vậy, nhưng mọi người nó lại có một cái nghiệp riêng. Chứ chúng ta đừng có buồn phiền. Thượng đế đưa ta vào đây có phải không? Cũng không phải thượng đế. Rồi tại sao mẹ cha sinh ta ra? Là chúng ta hữu duyên với cha với mẹ, hữu duyên với những người anh em này, hay là chúng ta nghịch duyên với cha mẹ mà nợ với cha mẹ phải đi ra, rồi chúng ta nghịch duyên với anh em, như là chúng ta nợ cả với những người anh em, những người thân thuộc của mình. Chúng ta phải nói sự thật. Và cái mà cái nhìn của một người hiểu biết
không phải tự nhiên, mà đều là có nhân có quả hết. Chính vì hiểu biết Phật pháp, chúng ta mới thấy được cái chính vì cái nhân cái quả đó mà tất cả chúng sinh có mặt trên cuộc đời này. Phải cách nào, cái pháp nào làm nhân thì cái đó phải chịu quả diệt. Rồi từ đó nó chúng ta thấy, chúng ta lớn lên rồi chúng ta được cái này, được cái tình cảm, được cái vật chất, được cái danh vọng. Rồi chúng ta sợ mất tình cảm, sợ mất cái vật chất, sợ mất cái danh vọng của chính mình. Và ngay cả cái tấm thân này, chúng ta biết là chúng ta già, chúng ta bệnh và chúng ta chết. Cho nên chúng ta rất sợ. Rất sợ già, rất sợ bệnh, rất sợ chết. Sợ sự đối khác, sợ sự bất an. Mà thế giới này là bất an. Cuộc đời này nó không an ổn như chúng ta hằng cầu mong được ổn an, nhưng không được. Bởi vì sao? Mỗi chúng sinh có nghiệp riêng và tâm tính cũng khác nhau hết. Mà tâm của chúng sinh nó động chứ nó không có tỉnh. Tâm của chúng sinh nó động chứ nó không có thanh, không có sự thanh tịnh. Cho nên tâm ác, tâm xấu xuất hiện nhiều. Và tâm xấu, tâm ác xuất hiện nhiều thì làm đau khổ tới cho mình, hay là mình bị xu hướng, hay là mình bị cộng nghiệp, cộng sự với những tâm tư, với những hành động, với những con người đó. Cho nên từ đó làm các cái điều ác. Bởi vì nó có cái chủng thuận dòng, thuận duyên của chính nó. Cái chủng bất thiện thì đi theo cái chủng bất thiện, mà chủng thiện thì đi theo chủng thiện. Tức là căn tánh thiện thì có đi theo căn tánh thiện, mà căn tánh bất thiện thì đi theo căn tánh bất thiện. Hỡi tham có mặt thì si có mặt, sân có mặt thì si có mặt. Vừa tham, hết tham tới sân, hết sân tới si, lúc nào cũng ngự trị ở trong tham và sân. Nhưng trong tham thì không có sân, trong sân thì không có tham. Tâm đang hiện khởi đó. Và tâm nó không có cùng lúc sanh ra hai được. Hai tâm cùng sanh một lúc cũng có. Phải có sanh này, tâm này sanh trước, tâm kia sanh sau. Ngay cả như chúng ta thấy đạo, tâm đạo, tâm quả. Tâm đạo sanh trước, tâm quả sanh sau, một sát na thôi. Nhưng cũng là một giai đoạn rồi. Cũng là một thời gian. Đã khả ước, khả định, khả lễ rồi. Là như thế. Cho nên biển trầm luân sanh tử này của tất cả chúng ta, từ lâu rồi chúng ta đi, chúng ta làm vua chúa, chúng ta làm trời người, và chúng ta từng đọa ở địa ngục bằng sinh, đau khổ. Đau khổ biết bao nhiêu. Hiểu được như vậy, biết được như vậy, chúng ta mới thấy được rằng trong cuộc đời sự xuất hiện của Đức Phật mới khai thị cho chúng ta, dẫn dắt chúng ta, để cho chúng ta thấy, mở cho chúng ta ra, báo cho chúng ta biết đó là sai, đó là tà, đây là chánh, đó là con đường đau khổ, đây là con đường đưa đến sự thanh tịnh, đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Cái hay đó là như vậy. Chứ sự thật ra rồi, cái nghiệp chúng ta, Đức Phật Ngài chỉ, nhưng chúng ta phải tiến bước kìa. Chứ không phải là Ngài dẫn chúng ta đi qua cái sự giải thoát, hay là dẫn chúng ta để vượt qua cái biển khổ này, dẫn chúng ta để thành tựu quả vị an lạc giải thoát. Ngài không có nắm tay chúng ta kéo đi, mà Ngài chỉ nói lên những cái lời dạy, nói lên những cái sự thực, nói lên những cái pháp mà chính Ngài đã thực hành. Cũng như chúng ta nhớ xuyên qua cái bài kinh chuyện Pháp Luân, chính Đức Phật Ngài thực nghiệm và mới thấy rằng điều mà Như Lai được hiểu biết xưa và nay chưa có một phạm thiên ma vương trời người gì mà đã nói lên, đã kinh qua, chưa có. Hôm nay Như Lai đã thành tựu đó, cái
cái sự hiểu biết thành tựu, thấy được, biết được đây là khổ, đây là sự chấm dứt khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự chấm dứt khổ, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt. Hay nói một cách khác, ở trong trung bộ kinh dạy này các thầy tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thấy rõ đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, các pháp sự, các pháp thật trong cuộc đời này mà chúng ta và các thầy phải bị chuyển, bị luân chuyển luân hồi vô số kiếp trong thế giới này. Cho nên cái vòng sanh tử luân hồi nó luôn luôn đeo sát chúng ta, từ vô minh đó cho đến tử đó, sanh duyên cho, hay từ từ cái vô minh này đến cái sanh, sanh hữu nghiệp hữu, từ sanh hữu nghiệp hữu đó dẫn cho tới hãy mà nghiệp sanh hữu nó xuất hiện, tâm tái tục đó xuất hiện, là khi sát na tử đã kết thúc thì có tâm tâm tái tục xuất hiện, và tâm tái tục xuất hiện sẽ dẫn dắt toàn bộ cái sanh hữu, dẫn dắt cái nghiệp hữu để đi tái sanh ở cõi giới nào, cõi vui, cõi khổ, cõi vui thì được vui, cõi khổ thì phải chịu khổ. Cho nên tâm của mình nó bị cái nghiệp quá khứ trợ tạo. Một đứa bé thật là nhỏ nhưng được cái sự dẫn dắt đi chùa, nó lại thích đi tu, thì do cái nghiệp cụ từ của tiền thân nó đã có tu. Hay chúng ta tu, hay chúng ta cảm thấy mến, rất là mến thích, thích cái đời sống tu, mà vượt qua bao nhiêu thác gần, chúng ta nguyện chúng ta tu. Thì ở đây có thể nói rằng là cái pháp tu này, cái sự tu này hết sức là đặc biệt, để do cái tiền thân nó trợ tạo, chứ không phải là tự động mà nó đã quen tu rồi, thì cái môi trường tu đó thì tự nhiên nó tới cái là nó cảm nhận, nó cảm thụ và nó cảm thấy nó rất là thích. Còn có một số người, có nhiều người họ không có thích tu được, sợ tu, cho nên đi đến những cái chỗ mà nó vắng lặng, nó bình yên thì họ rất là, bởi vì tâm của họ là cái tâm của Uthu Chana mà, Chana Sevitan, tức là tâm nó thuộc về cái sự bám chấp của tâm phàm phu. Và hồi nãy chúng tôi nghe đọc của chúng tôi thích nhất là một câu cái chỗ mà Marawasang Puna, cái cảnh giới đó cảnh má, nó lặp lại cái cảnh giới hay là nó sự tối bộ của ma giới. Nếu chúng ta từ dục giới này chúng ta tái sinh về cõi vô sắc giới, cõi sắc giới hay cõi vô sắc giới, thì tái đi đâu cũng chạy đâu cũng vậy, cũng không vượt qua khỏi cái lưới của ma. Bởi vì tại sao như vậy? Bởi vì ngày nào còn tham ái, còn ước cầu sanh hữu, thì thật sự lúc đó chúng ta chưa có là một con người để thoát ra khỏi cái sự kiềm tỏa của ma giới. Cho nên ma giới hỏi tỳ kheo này, Upachala này, ngươi sanh về đâu? Ngươi muốn sanh về đâu? Ta không muốn sanh về đâu cả. Bởi vì cõi tứ đại thiên vương, cõi đau lời dạ ma, đấu sức tha hóa tự tại hóa lạc thiên, và ngay cả dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ta không cảm thấy vừa lòng, ta không cảm thấy thích thú với những cõi giới đó, mà ta chỉ muốn vượt ngoài tam giới, tức là không còn sanh tử, không còn khổ đau. Cái chỗ này rất là đặc biệt. Và cũng như vậy đó quý vị, mình làm phước, mình đạo ý đăng quá tâm mê bùi nhân a sa quắc khai gia của hàng hồ tú, chứ không phải là làm cái việc lành để chúng ta hướng mong đến chúng ta được hưởng lành. Đó là về vật chất của sắc đẹp, của tiếng hay, của mùi thơm, của vị ngon, của xúc lạc. Chúng ta cứ suy nghĩ chúng ta làm rồi chúng ta được sanh về các cái cõi giới đó để hưởng lạc thì nó là một chuyện khác. Nhưng chúng ta làm mà chúng ta phải có một cái sự mong cầu, do cái nhân này, do cái duyên này hãy làm nhân đến niết bàn, do cái sự bố thí này, do cái sự cúng dường này
mà chúng ta có cái tấm lòng, có nhìn, có cái tâm tỉnh tính, có một sự dứt bỏ của cái lòng keo kiệt bỏng sẻn của mình, chúng ta biết dứt ra, chúng ta làm các công đức, để từ đó có cái sự thụ hưởng, từ đó có một cái sự thừa hưởng được các cái phước lành, tức là phước Phật hay là phước đức, phước trí tuệ. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng tại sao mình bước rồi, đời sau mình sẽ sanh ra, mình sẽ như thế này, mình sẽ như thế nọ, mà mình có sự suy nghĩ thôi, chứ mình không có dấn thân, mình không có thực hiện. Mà cần lắm những con người phải thực hiện, phải thực nghiệm cái tâm của mình để tu tập, để được tốt đẹp, để được đầy đủ, để được nhí. Thì từ cái tâm ước nguyện như vậy, từng và từng cái hành động lớn nhỏ đều là kết tụ đạo tràng, đều là dẫn về cái sự chấm dứt, cái sự sanh tử, thoát khỏi mọi khổ đau. Dòng sanh tử này, nước mắt nhiều hơn bốn bể đại dương mà, đã bao đời dâu bể tan thương. Thì chúng ta thấy, nước mắt nhiều hơn bốn bể đại dương. Máu và nước này, máu và nước mắt này nó hơn bốn bể đại dương, đó là sự thật. Là nó có sự khủng khiếp trong cái dòng sanh tử, trong cái sự trầm luân vô thủy luân hồi, mà nó không thể đếm được, không thể nói đến cái khởi điểm được. Bởi vì khởi điểm của chính nó chính là tham ái, vô minh và tham ái, chính là khởi điểm của tất cả nguồn cơn. Tại sao chúng ta khổ? Đức Phật này trả lời dạy cho tất cả là do nguyên nhân sanh của khổ, đó chính là tham ái. Cái tham ái muốn sanh lại nữa thì chúng ta được sanh lại. Chúng ta thấy lạ chưa? Mà nếu như chúng ta sanh lại cuộc đời này, bây giờ chúng ta thương, chúng ta quý một cái gì đó thì là ái khởi sanh. Ái khởi sanh thì thủ khởi sanh, mà thủ khởi sanh chúng ta cầm nắm, giữ nó không có được, bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị cái sự ngã, nó biến chuyển và nó mất đi. Và nó biến chuyển và nó mất đi như vậy, cho nên chúng ta tiếc. Hay kiếp sống này, mạng sống này, chúng ta rất sợ chết, chúng ta rất sợ khổ. Rồi nó mang tới cái khổ, rồi nó tới cái gì? Nó mang tới khổ, nó mang tới cái buồn, cái vui cho chúng ta. Và đặc biệt tức là chúng ta phải mang tới cái chết cho chính mình, chứ chúng ta rất là sợ chết. Mà sợ chết như vậy thì chúng ta cầu mong chúng ta sống, cái sanh hữu đó nó xuất hiện. Muốn sống thì cho mình sống. Thì sống đó chính là nó dẫn dắt đi, do cái nghiệp hữu này dẫn dắt đi, thì đã tái sanh luân hồi trong tam giới, trong cái sự dắt dắt chúng ta tái sanh trong tam giới ba cõi này, tới cõi đó là người được tốt đẹp hay là người được xấu, là người như thế này thế nọ, đều là do cái hành nghiệp của mình. Và cuối cùng phải có sanh đến thì có già đến, có bệnh đến, có tử đến, nó phải như vậy, phải thay đổi. Chỉ có một điều á, khi chúng ta biết khước từ như Tỳ Kheo Ni Upachala này, ngài đã khước từ tất cả, ngay cả khước từ sinh về các cõi trời hay các cõi thiền của sắc của vô sắc. Ta không muốn các cõi giới đó. Bởi cho nên như chúng tôi đã nói lời đầu tiên, khi mà hiểu biết tu tập thì chúng ta thấy cuộc đời này, cái tam giới này, nó là một quả trạch, nó là lửa. Hay là, kính thưa quý vị, rồi chúng ta mất, chúng ta đau thương, rồi chúng ta tủi hờn, chúng ta mới nhớ tới những cái lời Phật dạy. Sự thật ra mà nói, ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Sự cầm, sự nắm ở đây, rồi nó cũng bay mất trên một bàn tay, trên một cái túi của chúng ta, trên một cái kép, trên một cái tâm của chúng ta. Nếu như chúng ta muốn giữ mà nó cũng không được, nó không có cái phước, không có cái duyên, chúng ta không còn giữ được nữa. Và không có cái phước, không có cái duyên này, đó do chúng ta tạo cái nhân ác, bây giờ phải chịu cái quả ác, đó là chắc chắn.
dòng sanh tử trầm luân này dẫn dắt chúng ta biết bao nhiêu là hạng mục, biết bao nhiêu là cái sự đời này. Chúng ta tái sanh rất là nhiều chỗ. Bởi vì tái sanh rất nhiều chỗ như vậy, để nói lên là cái sự trầm luân sanh tử của chính mình. Quý vị thử đi, có nhiều khi quý vị đi đến một cái chỗ nào đó, tự nhiên chúng ta cảm thấy cái chỗ này nó quen, chứ nó không có lạ. Và chính vì nó quen đó, nó không lạ đó, đó là do tự tiền thân chúng ta đã sống ở tại nơi đây. Hay chúng ta biết là ở Việt Nam, nó có đang bé đó, nó từ sanh lại làm người, nó sanh làm một cái trong cái gia đình này, cũng ở trong cái tỉnh đó. Nó nói nó không phải nhà này, mà nhà nó là ở, thí dụ bây giờ ngay chỗ chúng tôi là ngay chỗ Phước Tân này, thì giờ nó nói xã Phước Tân này hay phường Phước Tân này, thì nó nói rằng à, cái phường Long Bình nó là nhà của nó, chứ đây không phải nhà của nó. Có chuyện đó đó quý vị, có chuyện thật như vậy đó. Con bé đó nó sinh ra, nó nói cái chỗ nhà nó không phải là chỗ nhà của nó, nhà của nó ở cái thôn bên kia, cái làng bên kia kìa. Ở nơi đó đó, khi đi tới đó, dẫn tới đó là nó biết. Rồi có một số đứa bé đó, nó nhìn nó không chấp nhận đây là cha mẹ nó, thì lạ chứ quý vị. Thì mới đi tới đó, đi tới ngay cái chỗ nhà đó mới là nhà của nó. Thì có những chúng sinh cũng sanh về lại cái cội người. Nhưng về lại cội người đó đó, có những con người nó cũng có thể nhớ do cái phước duyên của nó, chứ thường là chúng ta không nhớ, khó nhớ. Thì nó tới một cái hiện tượng của luân hồi, hiện tượng của tái sinh, chứ không phải tự động mà chúng ta là như là một tề thiên, đá nó nổ một cái ở trong quả diệm sơn, bắt đầu là bước đi ra, coi như cầm thước bản, coi như là quậy, hoặc là coi như là thi triển nội công, từ coi như là ở dưới trần gian cho tới thiên cung. Chúng ta không phải là một người quá sanh từ đâu đó quăng chúng ta vào cuộc đời này, không phải như vậy. Chúng ta là kiếp người thai sanh từ thai bào của mẹ, và chúng ta được nuôi dưỡng từng kỳ cho đến chúng ta lớn lên và sanh ra. Cho nên biết bao nhiêu là niềm đau nỗi khổ, biết bao nhiêu là cái vui cái buồn trong cuộc đời. Mà không phải hôm nay mới buồn, hôm nay mới vui, mà trong quá khứ vui quá nhiều, cũng buồn quá nhiều. Tốt có, xấu có, thiện có, ác có, do chính tâm của mọi người, do cái khả năng của mọi con người, do cái khả năng của mọi chúng sinh, họ có thể làm được những cái việc phúc cầu được tốt đẹp, được viên mãn, được đầy đủ, là do tùy cái phước duyên thôi. Không ai muốn mình xấu đâu, không ai muốn mình dở đâu, nhưng cái phước duyên mới là một cái hành trang, mới là hành động của chính mình. Cho nên ngay hiện kiếp này, chúng ta làm các cái hành động thiện sự để mong cầu nhân này duyên này, chúng ta không gặp những khổ nạn ở trong cuộc đời, không gặp những cái khổ đau trong cuộc đời. Do nhân thiện này, do duyên thiện này, khi được nghe chánh pháp này, khi được học Phật pháp này, chúng ta không bao giờ bị tà sư tà giáo dẫn dắt. Mà khi nói đến nhiều tà giáo, xin cho mình đừng có hiểu, đừng có nghe, đừng có quan tâm tới. Mà những lời của chánh đạo, những lời của chánh pháp thì chúng ta y giáo phụng hành, chúng ta nghe, chúng ta vâng lời theo để chúng ta thực hiện. Không phải tự nhiên mà nó có cái duyên. Dòng sanh tử trầm luân mà Đức Phật ngài nói, nó như là tất cả là từng là người thân của nhau, thì chúng ta nghe cũng khiếp được. Trong ba cõi sáu đường này chúng ta gặp hoài à, chứ đừng có nói rằng không gặp nhau, sẽ ít lần gặp nhau, thật lâu lắm gặp nhau, nhưng cũng có gặp nhau, thường gặp nhau. Cái đó là cái sự thật, nếu chúng ta hiểu biết về Phật pháp. Cho nên nói rằng nước mắt nhiều hơn bốn bể đại dương,
hay chúng ta từng là quyến thuộc, là thân bằng quyến thuộc, là ông bà cha mẹ, là vợ, là chồng, là con, là cái. Nếu như chúng ta là những người trên hay những người mà chúng ta biết tập các công đức sự, thì là nhân là duyên để kết tụ với chúng ta, để ta đến đến với sự an lành. Còn nếu như mà chúng ta biết chúng ta không tạo, thì tự nhiên chúng ta nghe có một cái cái phước duyên gì đó, có một người này người kia đời, chúng ta đi theo người đó, hay là có một người đó tuyên thuyết chánh giáo, cho rằng đây là chánh giáo, tất cả là tà giáo, mà trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn cũng đừng vội tin, đừng vội bỏ, hãy thực hiện rồi suy xét kết quả. Khi mà thực hiện thì những pháp nào, những thiện pháp khởi sanh, ác pháp thối giảm, thì đó là lời dạy của Phật. Mà khi mà thực hiện, ác pháp tăng trưởng, thiện pháp nó không có có xuất hiện, mà chỉ là một loạt của ác pháp, thì chúng ta biết đây chính là nguy hiểm. Đời sống của một chúng sinh xuyên qua do nghiệp duy trì, cho cái nghiệp mà nó phân phát, cho cái nghiệp mà nó hướng chúng sinh bằng tham ái, bằng sân hận thì tiếp tục tạo ác. Nếu mà bằng tâm thiện, tâm lành, tâm từ, tâm bi, thì đó chính là cái nhân đưa đến cái quả vui cho mình. Chứ còn nói cho thật là nhiều và giảng như thế này cũng vậy, thì nó cũng xuyên qua hai lý, tức là trình bày cái sự khổ và đưa đến cái sự chấm dứt khổ, trên tinh thần cái lời dạy của Phật như vậy. Và chính vì vậy chúng ta biết được chúng ta đã tái sanh rất nhiều ở trong tam giới này, chịu cái sự khổ đau, chịu cái sự oán hờn, chịu cái sự đối khác rất là nhiều. Mà khi chúng ta biết như vậy, chúng ta năng làm những cái việc thiện, đánh xa các việc ác. Và chính cái đó là một thể hiện một sự tu tập cho chính mình. Rồi trong cuộc đời này, chúng ta không có bị một cái hạn cuộc ở bất cứ một cái hoàn cảnh nào cả, mà chúng ta chỉ có cái nghĩ rằng các pháp rồi nó vô thường, các pháp rồi nó khổ não, các pháp rồi nó vô ngã. Vì chúng ta chỉ cố gắng, chúng ta tu tập, tạo nhiều các thiện sự để tập công đức, để góp nên công đức, chỉ như thế để chúng ta thành tựu cái quả vị mà vô thượng an lạc. Hay là chúng ta làm sao mà cho thiện tâm này nó phối hợp với siêu thế, hay là thiện tâm này phối hợp với tâm siêu thế để chúng ta chấm dứt sinh tử khổ đau, thì nơi đó chính là một sự tốt đẹp nhất, an toàn nhất. Vì vậy cho nên đừng bao giờ ước cầu sanh hữu, mà nếu ước cầu đời sau mình sanh ra như thế này, sao mình ra sanh như thế kia, thì nếu như mà nó đủ phước mà nó có trợ tạo rồi đó, thì không nói như điều mà thường, thì cái chúng ta muốn là tụi của chúng ta, nhưng cái chúng ta nó được hay không là do cái duyên, cái phước của mọi người. Và làm cái gì làm trong biển khổ mà chúng ta bớt khổ chút xíu, cũng đồng rằng lội bơi trong biển khổ, nhưng có một số người sẽ bơi rất là mệt mỏi, sẽ lặn hụp rất là đau khổ, nhưng có một số người, người ta cũng đủ sức, đủ tâm, đủ cái sức để thành tựu và để vượt qua được. Và kính bạch của Ngài, kính thưa toàn thể quý vị, chúng con xin có đôi điều trình bày qua cái kỹ nghĩa kinh của Tương Ưng Bộ liên quan đến Thì Khâu Ni Upachala, với cái sự thực hành niêm mật của chính Ngài mà chính Ma Vương đã dụ dỗ không được, dụ dỗ ở trong các cõi dục giới, dụ dỗ ở trong các cõi sắc giới, và dụ dỗ ở trong cõi vô sắc giới, mà chúng ta lại không bị Ngài Upachala Tỳ Kheo Ni này không có bị ác ma dẫn đầu, mà Ngài tự tâm, Ngài nhằm chán, Ngài sợ hãi ba cõi này. Dạ, xin chấm dứt thời gian thuyết nơi đây. Nếu có chuyện điều chi sức tất kinh ngưỡng cho tăng thổ lực cho được hoàn thân. Dạ, kính nhân Phật Phước Lành đến đức đại đệ tất tư đại thiên vương, các vị chư tiên và đại chánh pháp biết, là các vị chư thành chư thiên, các vị chân linh nhất linh ký linh ở chùa Bồ Đức, chùa Quảng Nghiêm, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa, và xin kính dân Phật lành này đến chư tăng, và xin chia đến toàn thể chư Phật.
tử mong chúng ta được an lạc, được tấn quá tu tập. Sa tổ kính chân thưa tập quyền với pháp thời phương rồi. À, xin hỏi quý Phật tử có nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ vâng. À, thưa quý vị, chúng tôi đang ở ngoài sân đó. Quý vị Phật tử có thể cho chúng tôi biết rằng ngoài thưa tập quyền hôm nay còn có vị danh sư nào khác nữa không? Thưa quý vị, như vậy thì chúng tôi xin được tiếp theo lời của Thượng Tọa Thích Quyền để chia sẻ với bài học ngày hôm nay, và sau đó thì dịch mình nghĩ một lúc thì chúng ta sẽ trở lại với phần thảo luận. Thưa Phật tử, khi mà trình bày về Phật pháp, chúng ta biết rằng có nhiều cái phạm trù, nhiều cái lãnh vực khác nhau. Không phải lúc nào chúng ta cũng nói theo một cách. Ngay cả chúng đi ở công chùa, đôi lúc thì chúng ta cũng nói về sự tu tập nội tâm, giác ngộ giải thoát. Tất cả đều là ảo tưởng. Nhưng rồi có những lúc chúng ta cũng nói đến những cái âm thanh sắc tướng, ví dụ như tạo Phật cảnh, tạo hình tượng Phật, tạo tháp vân vân. Không phải là cái này nó mâu thuẫn cái kia, nhưng mà tùy theo cái phạm vi, tùy theo lãnh vực, tùy theo trường hợp mà chúng ta đề cập đến. Thì cũng tương tự như vậy, ở trong cái điểm khi mà đề cập đến những cái hạnh phúc khổ đau trong thế gian, thì chúng ta thấy rằng bốn đường ác đạo là địa ngục, là quỷ, tu la bản thân đau khổ, và những cái cảnh giới an lạc của cảnh giới vui của cõi dục, cảnh giới cõi người, đứng thiên vương, đau lợi đạo ma, đấu sức quá lạc, tạo hóa tiền tài. Nhưng mà rồi khi mà ác ma đến nói với chị Phật đi Upachara, thì ác ma không có đề cập đến hỏi đứng thiên vương. Ở trong sáu cõi trời dục giới đó, thì thật ra cõi thứ thiên vương á khác với năm cõi kia. Năm cõi kia sanh ra là chỉ có vui hưởng thôi, nhưng mà ở cõi trời thứ thiên vương á thì chư thiên là có thiện sự. Có một cách khác là có thiên lạc, có thiên phước, nhưng mà có cái công việc phải làm. Ví dụ như là có vị nào đó nó là Nhật Bản á, có thể sống sướng ở Việt Nam, nhưng mà qua Nhật Bản không phải là mình ngồi đó mình hưởng, mà qua đó mình làm việc, có như là việc thực hơn Việt Nam nữa. Dạ, tức là trong các cõi trời thì có thứ thiên vương thì tương đối là có hạnh phúc hơn cõi người, nhưng mà những vị đó có cái công việc mà đức trời Đức Phật giao phó, hay là tứ đại thiên vương giao phó, là cái cõi đó không bị đề cập đến tại này. Tức là cõi đó có cõi đó nó có nhiều cái dục lạc, nhưng mà rồi phải có làm rồi mới có hưởng, nó không có được tự tại như là cõi trời đau lợi dạ ma đấu sức khóa là tha quá tự tại. Hôm nay tại vì chúng ta đang đề cập đến một cái ý niệm khác, do đó chúng tôi không có đào sâu vào các cõi trời. Chúng tôi đã nói về các cõi trời dục giới nhiều lần ở trong lớp học này, và cũng có thể trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều dịp trở lại. Riêng về học ngày hôm nay thì chú gì ác ma muốn nói với chị Phật Ni, chị Phật Ni Upachara là với cái sự tu tập, với cái phước đức mà vị này có đó, thì vị này cứ hướng tâm đến cái cảnh giới chư thiên, để những cảnh giới chư thiên hướng tâm đến để sẽ được an lạc. An lạc là vì lý do là mình hoan hỷ với cái thiên phước, đồng thời cũng có phước đức để sanh về cõi đó, thì như vậy cũng hướng được phước.
Nên thật ra nói cũng có sai lắm. Nếu mà nói cái phương diện thế gian thì quả thực những cảnh giới đó là có vui, có đẹp, có hạnh phúc. Nhưng mà Ma Vương nói sai một điểm là sai với cái người. Người này ở đây là một vị thánh ni, là một vị hoàn toàn giải thoát. Thành ra với một vị thánh ni đó thì nói là hạnh phúc trong ba cõi, dù là cõi cao hơn nữa là cõi trời sắc giới hay vô sắc giới đi nữa, thì đối với vị thánh ni này nó cũng là tầm thường so với một thứ hạnh phúc là hạnh phúc niết bàn. Trong bài kinh này có ba điểm mà được xem như là rất là tế nhị khi mà chúng ta đi vào nội dung của bài kinh qua cái lời giảng của Thượng tọa Thế Quyền, và cũng là điều mà quý vị được nghe trong bài học. Điều thứ nhất mà chúng ta nên để ý đó là cái tính phổ quát của dục lạc, của ham muốn. Cái phổ quát đó đó là cho dù trong tất cả các cõi thì tất cả các cõi này đều bị chi phối những đặc tính như là vô thường, khổ, vô ngã. Vô thường là không có cái gì đứng yên, tất cả đều bị biến thay đổi, dù chóng dù dày, dù sớm dù muộn, dù cách này hay cách khác. Không phải chỉ chúng ta trong dục giới mà trong mọi sắc và mọi vô sắc thì tất cả chư thiên phạm thiên đều bị cái lực vô thường chi phối. Nên chúng ta nghe bài kệ mình chỉ đang thực tụng trong lúc cầu siêu khổ an, từ tánh vô thường sinh diệt biến đổi, bổ cập pháp giới, không phân sớm mạng, gia tộc quốc độ, ba cõi nhân thiên, là tự tánh khổ não bất toàn bất toại, bổ cập pháp giới, không phân sớm mạng, gia tộc quốc độ, ba cõi nhân thiên, tự tánh vô ngã, vô chủ, vô quyền, bổ cập pháp giới, không phân sớm mạng, gia tộc quốc độ, ba cõi nhân thiên. Chúng ta sống trong cảnh người, nhưng mà qua lời Phật dạy và qua cái hiểu của chúng ta về vật chất và tâm ý, thì thưa quý vị, chúng ta không cần phải dùng tới những cái điểm phong kính để thấy cái sự biến thiên của vũ trụ, mà chúng ta có thể nói rằng mỗi chúng ta sống ở trong mỗi giờ, mỗi phút, mỗi ngày, nó đều luôn thay đổi. Sự hiện tượng thay đổi không đứng yên một chỗ là Phật gọi là vô thường. Và chúng ta cũng có thể cảm nhận được rằng trong cái sản phẩm của ái dục, của vô minh, thì nó luôn luôn có cái khiếm khuyết. Cái bản chất tự nhiên là như vậy. Vô minh và ái dục không phải là những nghệ nhân toàn hảo, không phải là những cái hãng xưởng mà tạo ra những cái thành phẩm, những cái sản phẩm, và sản phẩm này hoàn hảo. Tự vô minh và ái dục nó đã không hoàn hảo rồi thì làm sao nó có thể sản sinh ra được một cái sản phẩm hoàn hảo. Và tất cả chúng sanh trong đời này, dù là chúng sanh có 5 quẩn, có 4 quẩn hay có 1 quẩn, dù chúng sanh ở có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì hiện hữu của mỗi chúng sanh đều là cái sản phẩm của vô minh và ái dục. Điều này điều chúng ta nên nghĩ. Chúng ta rất nên nghĩ về điểm này. Bởi vì sao vậy? Ở trong bài kinh này không nói rõ, nhưng mà nhiều bài kinh khác thì được nhấn mạnh là ái dục chính là cái động lực phía sau cho sự tái sinh. Nếu chúng ta còn dùng ái thì chúng ta còn sanh vào cõi dục giới. Nếu chúng ta còn sắc ái rồi vô sắc ái thì chúng ta còn sanh vào cõi sắc giới và vô sắc giới. Và khi mà chúng ta đoạn từ ái thì chúng ta không còn sanh tử trong ba giới nữa, trong tam giới nữa. Thì như vậy, ở trong cái căn nguyên sâu xa mà Đức Phật dạy đó là dục ái, sắc ái, vô sắc ái, chính là cái động lực, chính là đầu mối để đưa chúng ta đến sanh tử trong ba cõi. Và một điểm không may khác là ái dục luôn là
một cặp, nó nằm trong cái cặp bài trùng với vô minh. Vô minh và ái là một cặp bài trùng. Ở đâu có mặt ái thì ở đó có vô minh, và ở đâu có vô minh thì ở đó có cái mảnh địch của ái, dù là dục ái, hữu ái, phi hữu ái, hay là dục ái, sắc giả ái và vô sắc ái. Thì thưa quý vị, dĩ nhiên trong một cái chừng mực nào đó đó, thì ở trong thế gian này có vui và có khổ. Nhưng mà khi chúng ta nhìn một cách toàn diện, một cách toàn diện thì đúng là cái câu mà chúng ta nghe rất thường, đó là để khổ mênh mông sóng mặt lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, nhìn lại cùng trong đại khổ thôi. Chúng ta phải tỉnh táo, lùi lại một bước, hay là nhìn một cái toàn diện, thì chúng ta mới thấy được là sống trong cuộc đời này là nam hay nữ, già hay trẻ, giàu hay nghèo, giai cấp thượng lưu hay giai cấp bình dân, vân vân, tất cả chúng ta đều không tránh khỏi những cái khổ mà gọi là cái đặc tính chung của vạn hữu. Có sanh thì phải có già, có bệnh, có chết. Có sống thì cũng phải có cái chuyện sanh ly tử biệt, thương phải xa, chắc phải là gần. Có sống thì cũng có những điều bất như ý, và có chấp thủ trong quần thì chúng ta có khổ. Những cái khổ đó là cái khổ hoàn vũ, cái khổ phổ quát quát, cái khổ đó không ai tránh khỏi. Khi mà mình nói rằng dù ai ngược gió, ai xuôi gió, nhìn lại cùng trong bể khổ thôi, thì có lẽ là chúng ta lại có thể mường tượng đến cái chữ khổ mà chúng ta đã nói ngày hôm qua, và chúng ta sẽ có dịp đi lại nhìn cái đau khổ vào trong bài học thứ hai tuần tới. Khổ đó đó, thông tin thì thưa quý vị, những gì trái ý nghịch lòng là khổ đã đành rồi, mà những gì sung sướng hạnh phúc mà nó bị chấm dứt, nó không có tồn tại mãi mãi, thì nó cũng là cái khổ, cái đó chúng ta gọi là khoái khổ. Cái khổ do trái ý nghịch lòng chúng ta gọi là khổ khổ, và cái khổ mà do cái hạnh phúc bị biến mất chúng ta gọi là khoái khổ. Và còn tệ hại hơn nữa là có những cái khổ do cái thiên chấp, ngã chấp, do nhìn sai tạo ra. Và cái chuyện đó chúng ta nhìn thế nào, chúng ta thấy thế nào, mà chúng ta tự mình chú khổ cho mình, cái đó là chúng ta gọi là khổ. Và có những cái khổ mình tự tạo cho mình, tạo cho mình là do cái nhìn, do cái chấp cũng sai lầm. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào khổ khổ, ngoại khổ, hành khổ đó, thì chúng ta thấy rằng đúng là chúng sanh trong ba cõi đều đau khổ hết. Đơn giản như vậy là nếu người nghèo khổ vì chật vật, thì người giàu cũng có cái khổ vì sợ mất mát. Hồi nãy hình như là khi nào đó Thượng Tọa Thiện Quyền cũng có nói câu gọi là người giàu cũng khóc, người ta nói người giàu cũng khóc. Nhưng mà cái khổ, người giàu có khổ người giàu, nghèo có khổ người nghèo. Chúng tôi nhớ rằng khi mà Ngài Hòa Thượng Hồ Giác cuộc sống, thỉnh thoảng đọc chuyện này chuyện kia đó, thì Ngài nhắc một cái câu thành ngữ của người Miên. Chúng tôi không có nói tiếng Miên được bây giờ, nhưng mà có câu đó đại khái là ở trên đời này một trong cái khổ thì không có khổ nào giống khổ nào hết. Người giàu có khổ người giàu, nghèo có khổ người nghèo. Và cái tính phổ cập, cái tính phổ quát, cái tính mà khổ có mặt ở khắp nơi, nó lại là đòi hỏi chúng ta phải có cái góc nhìn. Và cái góc nhìn mà tương đối là toàn diện, cái góc nhìn đó tương đối đủ rộng, đủ rõ. Nó cũng giống như thưa quý vị, khi chúng ta còn nhỏ đó, chúng ta không có thấy được là ở trong cuộc sống lớn lên tạo gia đình sự nghiệp đó, thì nó luôn luôn là dù mình thành công hay thất bại, dù mình ở nơi này hay nơi khác, dù mình thế nào đi nữa, thì mỗi cái nó có khổ của nó. Dạ, người độc thân có khổ người độc thân, người gia đình có gia đình khổ gia đình, người nghèo có gia đình khổ người nghèo, người giàu có gia đình khổ người giàu. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn một cách phiến diện á, thì chúng ta nói mình nghèo mình khổ chứ mấy người giàu mà khổ, mình không đẹp thì mình khổ chứ mấy người đẹp không khổ, những người mình là người đời sống bình thường mình khổ chứ mấy người thành công không khổ.
cũng như có một lần chúng tôi nghe một người, người đó cũng tương đối cũng thân, và họ làm trong cái giới văn nghệ sĩ đó, thì họ nói nhiều cái trường hợp đó, thì họ nói rằng thật ra cái người hạnh phúc là những người thưởng thức cho những nghệ sĩ, thì thật ra họ không hạnh phúc đâu, họ sống rất là khổ, khổ là phải tập luyện, khổ vì làm sao để chinh phục khán thính giả những người bộ điệu, khổ vì họ phải làm sao tranh thủ đi được sự chú ý của quần chúng, khổ vì khi mà họ già rồi không bầu đẹp nữa, không có hát không hay nữa, không còn nổi tiếng nữa, không được mời nữa, khổ. Thế vì chứ làm nghệ sĩ thì khổ lắm, thì mình nghe cũng cười thôi. Thật ra không phải là nghệ sĩ khổ, mà không làm nghệ sĩ cũng khổ, ai khổ hết. Nhưng mà đa phần là chúng ta nhìn sự việc một cách rất là phiến diện, rất là phiến diện. Hồi xưa có một thời những người ở Việt Nam á, cứ mong đi nước ngoài, nhất là qua bên Mỹ, qua Canada, qua Úc, qua Âu Châu, nghĩ rằng ở Việt Nam làm ăn khó khăn hay là có chuyện này chuyện kia, qua Mỹ hết khổ, nhưng có nhiều qua Mỹ khổ quá. Hay là một nhà văn của Việt Nam hồi tiền chiến đó, nhiều khi nói về Trương Tửu, người ta nói nhà văn Adam khổ như chó, làm nhà văn thì khổ lắm, giờ phải bắt đầu bắt ốc ra viết, rồi những bút không bao nhiêu, tiền bạc không bao nhiêu, không có bằng việc làm. Nhưng mà chúng ta ở xa đó, nhiều khi chúng ta thấy cái hào quang của những văn nghệ sĩ nổi tiếng được đăng tên trên báo chí ra sách vân vân, thì mình nghĩ mấy người này chắc là có tiếng tăm, có địa vị, chắc là vui lắm, mà họ khổ không biết. Như vậy thì khi mà chúng ta nói rằng cái này là vui, cái kia là khổ, thật ra tất cả đều là phiến diện hết. Trong cái ý nghĩa mà sâu xa nhất của đau khổ, nó là một cái gì rất là phổ quá. Trong ý nghĩa sâu xa của đau khổ đó, thì nó hiện diện ở khắp nơi trong ba cõi hết. Và cái này là cái khó, rất khó để chúng ta có thể nhận. Chúng ta chỉ thường nhận ra cái đau khổ đối với những chuyện trái ý nghịch ngợm, hay là đối với chính mình, không phải đối với người khác, hay là đối với trường hợp này không có trường hợp khác. Khi nào mà chúng ta nhìn thấy các pháp hành, tất cả pháp hành đều là vô thường, tất cả pháp hành đều là khổ đó, thì cái nhìn đó nó phải nhìn từ trên cao lắm. Đức Phật gọi là leo cổ lầu cao trí tuệ. Dạ, leo lầu cao trí tuệ, chúng ta phải nhìn ở trên, chúng ta mới có tầm nhìn rộng, mình mới thấy được. Còn nếu mà chúng ta trong cái thường thức, ở trong cái sự hiểu biết hạn hẹp, trong cái hiểu biết thiếu suy tư, thiếu tu tập á, thì chúng ta chỉ nghĩ rằng cái khổ nó ở chỗ là thành công hay thất bại, ở giàu hay nghèo, ở người này không phải ở người kia, vân vân. Chúng ta chưa thấy điều đó. Phải thấy cái khổ quá, như ở trong kinh đó là sabbe sankhara anicca, sabbe sankhara dukkha, cái đó là cái khó, rất khó để chúng ta cảm nhận. Và còn khó hơn nữa, và còn khó hơn nữa, đó là niết bàn. Đó là niết bàn. Niết bàn là sự tịch tịnh, và niết bàn được ví dụ chỉ gọi là nirodha. Nirodha gọi là diệt, hay là diệt khổ. Dạ, diệt khổ là niết bàn. Diệt khổ dĩ nhiên bao gồm cái cả vô minh ái dục, diệt cả phiền não, diệt tất cả các kiết sử. Và như vậy niết bàn là sự tịch tịnh. Chứ tịch tịnh là cái chữ mà đôi khi rất là khó để chúng ta cảm nhận, chúng ta hiểu. Và lúc bây giờ thì Thánh Ni Upachala nói với Ác Ma, và đối với Ác Ma về hai cái hình ảnh tương phản. Và sự tương phản này là tương phản rất lớn. Sự tương phản đầu tiên đó là Sapuloko, là toàn thể thế giới, là cả thế giới này, toàn bộ thế giới này, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, toàn bộ thế giới này được hiểu là tất cả các cõi, tất cả người, tất cả mọi cái hiện hữu của pháp hành, Sapuloko, tất cả thế giới,
thế giới hiện hữu này dù trong ba cõi. Nghĩa là gì? Nằm ở trong lửa, đang bị thiêu đốt, đang bị nhiệt não. Lửa là cháy nóng rồi, mà lửa khói lại bao trùm. Và chẳng những vậy mà có chấn động. Chấn động là gì? Là chúng ta nhìn thấy những hiện tượng vật chất, dù là mặt đất hay là các cái hiện tượng mà ở trên các cái tinh cầu, nó thường có những cái dao động mạnh. Thì cái đó chúng ta gọi là chấn động. Cái chấn động đó nó không cho phép chúng ta nằm yên, và sự thiêu đốt nó cũng không cho phép chúng ta nằm yên. Chúng ta giống như là một cái chúng sanh mà sống ở trong cái đau khổ, bị nung nấu, bị cháy, bị đốt, và khổ sở. Và cái khổ nung nấu, cái chấn động mà vị Thánh Nghi nói không phải là đơn giản mà chúng ta hiểu được đâu. Nó không giống cái sự chấn động bình thường của chúng ta. Có một ngày chúng ta đi dạo ở trong một công viên, giống như hiện tại chúng ta đang nói chuyện với vị đây. Thì thú thật mà nói đó, là chúng ta đang có ở trong một cái Phật cảnh rất là thông thoáng, và mới có chỉnh trang lại thành ra rộng rãi sạch sẽ. Và ở chung quanh đây thì thưa quý vị có cây xanh, một ngày trời có nắng và mát, không có nóng. Có thể là mình đã đứng đây ở trong khung cảnh này cũng tương tự như quý vị đi dạo trong công viên, bảo rằng đang bị nóng cháy, đang bị thiêu đốt, đang bị nhiệt não và đang bị dao động, thì mình thấy cái này có lãnh hội quá. Là sao mình đang đứng ở đây, ở trong một cái nơi mà cảnh trí hữu tình thông thoáng, tươi mát, một ngày đẹp trời, mà mình gọi là bị đốt cháy, bị dao động. Những gì mà vị Thánh Nghi này nói là cả thế giới này bị đốt cháy, bị chìm ở trong lửa, bị nung nấu thiêu đốt đó, và bị chấn động mạnh đó, thì cái đó là cái mà chúng ta phải nhìn sâu, nhìn kỹ lắm chúng ta mới thấy. Nhưng bình thường chúng ta không thấy được. Cũng như thứ vì đơn giản như vậy, mình gặp một người chào, nói anh chị khỏe quá, anh chị đẹp quá, anh chị trẻ tuổi quá, nhưng mà mình đâu có biết được người đó đang sống với sự lão hóa mỗi ngày, người đang sống với những cái căn bệnh tiềm ẩn trong người, người đó đã già hơn nhiều so với trước đây, và cũng trên đường dẫn đến chết. Chúng ta thấy chúng ta phải đặt một góc nhìn khác, rất khác, thì chúng ta mới hiểu. Không phải là chúng ta bươi bốc cái đau khổ để làm gì, nhưng mà để chúng ta xóa tan đi cái ảo tưởng về cuộc sống này. Ảo tưởng về cuộc sống. Thì thứ gì Thánh Nghi lại đưa ra một cái lời nói khác. Mà cái lời nói này đó, thật ra trong sớ giải, đó là Thánh Nghi đang nói về cảnh giới của Niết Bàn. Dạ, cảnh giới Niết Bàn là cái cảnh giới không có chấn động, không có nhiệt não. Người phàm phu thì không có quan tâm, và ác ma cũng không thể lui tới. Những câu này ấy, mới nghe thật là bí hiểm, rất là khó. Thì dĩ nhiên là thế giới này là thế giới của chấn động, của bị thiêu đốt. Thì Niết Bàn là của tịch lặng, của thanh lương, của sự mát mẻ. Điều này không phải dễ hiểu. Không phải dễ hiểu. Giống như là chúng tôi nhớ có một lần đối với vị trời chúng tôi chút xíu nha. Dạ, quý vị trời chúng tôi chút xíu.
Dạ, xin lỗi quý Phật tử, quý vị có nghe chúng tôi nói lại không? Dạ. Thưa quý vị, chúng tôi nhớ có một lần, chúng tôi đi dự một cái đại hội của Giáo hội Đồng Thống Nhất. Thì trong đại hội đó thì có nhiều việc lắm. Dạ, nhiều việc. Ngày xưa và khi chúng tôi làm việc trong giáo hội đó thì là đại hội nào nó cũng có cả nhiều cái chuyện vui có, buồn có, rắc rối có, đủ thứ hết. Và sau cái đại hội đó thì chúng tôi nhớ là Hòa Thượng Hồi Giác trở về chùa Pháp Luân. Và khi ngày về thì ngày ngồi ngày tưới những cái cây ở trong xung quanh cái tỉnh thất của ngài, ngài lấy nước ngài tưới. Thì có một số quý thầy, dạ có một số quý thầy đến ghé thăm, và những quý thầy này cũng có tham dự đại hội. Thầy quý thầy có nhiều điều rất là hào hứng cũng có, mà than phiền cũng có, mà tán thán cũng có. Dạ, quý thầy nói rất là nhiều. Thì Hòa Thượng cũng ngồi lắng nghe. Dạ, Hòa Thượng ngồi lắng nghe. Thì sau đó thì một số quý thầy lại rời chùa, đi qua thăm chùa Phật giáo Việt Nam. Và có một thầy ở lại. Dạ, có một thầy ở lại. Thì thầy chỉ hỏi Hòa Thượng một câu á. Hòa Thượng hỏi, thầy hỏi nó rằng đại hội tổ chức xong rồi, không biết là bây giờ thấy ngày về ngày thấy ngày về ngày tưới cây chứ bây giờ ngày có thấy những giờ phút này nó đang là thứ đại hội không? Thì mà tôi thấy tôi cười, là tôi rất cười. Nhưng mà rồi thế đó là tôi rất cũng tâm tình là ở trong cuộc sống nó trải qua quá nhiều. Và khi trải quá nhiều các những giờ phút mà ngồi để tưới cây chăm sóc cây chị nghĩ chứ quanh đó thì nó những phút nhẹ nhàng thì cũng an lạc. Và ngài nói như vậy, ngài nói ngắn thôi, nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi rất hiểu tâm trạng của Hòa Thượng. Và những tâm trạng của Hòa Thượng là Hòa Thượng đã làm công việc đó nhiều năm rồi, mặc dù trong cái vai trò của vị lãnh đạo thì Hòa Thượng phải có cái trách nhiệm, nhưng mà quả thực là cái giờ phút an lạc nó không phải là giờ phút có cái dao động, có cái hào hứng có này kia, mà trở về với cái mà chúng ta gọi là sự tịch nhiên hay cách lặng của cuộc sống. Dạ, điều đó nó mới là an lạc. Dạ, cũng giống như chúng tôi cũng phải nói thiệt là khi mà làm việc Phật sự, dù là việc chùa hay là việc trong lớp học cũng vậy, khi mà xong việc rồi thì chỉ muốn là thật sự là việc cho nó yên để mình có những giờ phút yên lặng thôi, chứ ít có muốn là lao sao, ít muốn lao sao mình chuyện kia. Và khi nào có nhu cầu thì mình đáp ứng về thôi. Thật ra nó cũng phải là sao, đó là mình thấy nó có sự tương phản như vậy. Dạ, yeah, tương phản. Nhưng mà điều đó không phải dễ cảm nhận đâu. Dạ, yeah. Tất cả chúng ta đều muốn có hào hứng, muốn sôi động, muốn cái này cái kia, nhưng mà rồi phải nói một điều thứ gì nó ở trong cuộc đời này nó có nhiều cái chuyện mà mình mình rất khó diễn tả, không biết diễn tả như thế nào về cái sự thật lạ lặng bình yên của tâm trí. Nên khi đối với cái chuyện đó, chuyện thường tình của chúng ta thôi nó đã vậy rồi, còn đối với các bậc thánh khi mà các ngài nói về niết bàn, khi mà các ngài nói về cái tình đó thì càng khó nói hơn được. Dạ. Và bởi vì thánh ni Upachara ở đây ngài đã nói rằng là chỗ đó không động, không nhiệt não, một phàm phu thì không có tha thiết, hay phàm phu không có quan tâm, phần tâm không có bận lòng, mà ma vương cũng không thể thích được, là thế giới ác ma, thế giới của ma, thế giới hoàn toàn khác. Thật ra trong những điều mà thánh ni nói là những mô tả đã của niết bàn hết. Dạ, tất cả đều là mô tả niết bàn, nhưng mà cũng phải dễ để chúng ta hiểu, không phải dễ để cảm nhận, tại vì căn bản là phàm nhân không có tha thiết. Vì thấy những người trẻ mà họ mới đi vào cuộc đời đó, họ có bao giờ cảm nhận được cái hạnh phúc của vô thú điện chứ? Họ có bao giờ cảm nhận sự vui, cái hạnh phúc của sự dễ dàng, của sự tịch lặng đâu? Chỉ thấy sự dễ dàng tịch lặng là trống vắng thôi.
phải trải qua rất là nhiều cái đau khổ, và cuộc sống thì bắt đầu mới cảm thích được cái sự nhẹ nhàng hơn là lăn xăng của cuộc sống. Về điểm này là một điểm không dễ cho chúng ta lãnh hội. Nhưng mà ác ma khi mà nghe Thánh Ly nói thì ác ma rơi vào một cái chỗ của là cung đường, biết rằng Đà La đã nhận ra mình là ma nên ác ma bí mất. Thì ở trong tâm tư của chúng ta cũng vậy, có bao nhiêu phiền não nó tới đó. Những phiền não đó nó đến, nó đều dựa trên những tạp niệm. Những cái tạp niệm là nhân ngã bị thử, tạp niệm này là hơn thua, tạp niệm này là thế này thế kia, cho đến một lúc nào đó mà chúng ta nhận ra mặt mũi, ở đây là phiền não, thì phiền não cái biến mất. Chúng tôi nhớ có một số các vị cho quý vị phát hiện chờ chúng tôi một chút. Thượng tọa Tây Quyền ấy, Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tây Quyền nghe được xin thỉnh Thượng tọa khoan thì nói cho vài lời, tại vì có một bị chút xíu. Dạ, dạ. Không có Thượng tọa Tây Quyền có mặt ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Dạ, dạ, thưa Thượng tọa. Good morning, how are you? Great, how are you? Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Có thể nói rằng là nói đến Phật tử đã nói là không có khởi điểm, không tìm được khởi điểm, thì như hồi nãy mà chúng tôi và thượng tọa Hòa thượng Giá Đẳng đã nói rất nhiều lần, tức nó chỉ nắm bắt được cái vô minh và tham ái. Đức Phật ngài chỉ nói như thế thôi, chứ Đức Phật ngài không có nói cho chúng ta nghe chúng ta sanh từ cái gì, do cái gì mà nó khởi sinh ra, do cái gì mà nó đưa chúng ta tới đây. Bởi vì tất cả chúng sinh chịu hệ lụy của phiền não, chịu hệ lụy của phiền não, mà phiền não đó chính là vô minh dẫn đầu. Mà chính vô minh dẫn đầu thì toàn bộ tất cả tập khởi của những sự khổ đau. Thì ở trong tam giới này, vô minh có mặt khắp cùng. Chúng ta phải nhớ về vô minh và tham ái này, nó dính liền trong tam giới. Chỉ ngoại trừ, nói rất là nhiều lần, năm cõi tịnh cư thôi. Thì không có. Không có, có cái sự khổ đau ở nơi đó. Chứ còn có thể nói rằng là toàn bộ cái khổ quẩn này, toàn bộ cái tham ái và vô minh này, nó phủ sống toàn phần. Cho nên chúng ta đi đến đi vui buồn, rồi đau khổ hạnh phúc như thế, và cứ pu-na-pu-na-pu-na-pu-na-pu-na-pu-na trở đi trở lại, trở đi trở lại rất là nhiều lần. Và trong kinh văn gọi là pu-na-pu-na-pu-na, tức là trở đi trở lại rất rất nhiều lần trong cuộc đời này. Trở đi trở lại của cái gì? Của cái vui, trở đi trở lại của cái buồn, trở đi trở lại cái niềm đau nỗi khổ, của cái thương xa ghét gần, của cái cầu không được. Quả thật thì trong cuộc đời này không phải người ta cầu được rồi mình không được, mà nhiều người không được, rồi trong đó nhiều lần chúng ta cũng được, rồi nhiều lần, rất nhiều lần chúng ta không được, người khác cũng như thế. Hôm nay chúng ta nhìn thấy người ta được mà mình không được thì chúng ta buồn, nhưng quả thật chúng ta buồn đó thì nói theo cái buồn của chuyện chúng ta thôi. Nhưng điều mà sự thật ra trong cuộc đời này, tất cả phải có một cái sự đến đi, cái sự chan hòa, cái sự của niềm đau nỗi khổ đó, đó. Nó liên tục. Bởi vì cho nên Đức Phật nói cái vai trò của cái chúng sinh đó, nó là một cái, nó là cái gì cái thú vị, chính là một cái cảm thọ, hay là chính là khi nào mà chúng sinh còn hiện hữu ở trong cuộc đời thì ngay khi đó chúng ta còn đau khổ, mà hữu có mặt thì toàn bộ khổ quẩn có mặt. Chúng ta nhớ như vậy, khi hữu có mặt thì toàn bộ khổ quẩn có mặt.
Hay khi tâm ái có mặt thì toàn bộ khổ quẩn, toàn bộ đau khổ sẽ có mặt. Bởi vì ái làm nhân, ái làm duyên mà. Dạ. Cho nên vì vậy, dòng sinh tử lăn trôi này, chúng ta không có, nếu như chúng ta không có tu, mà để ly dục, đi ác, hay là chúng ta tu để mà chúng ta thể nhập đại thiền ở trong bát chi đạo, thì trong tâm đạo siêu thế, bát chi đạo để trong học trong tâm đạo siêu thế, thì giờ đó, ngày đó, chúng ta còn trầm luân sinh tử đau khổ. Đó là thật. Hôm nay thì chúng ta ít tham, ngày trước chúng ta tham nhiều, bây giờ hôm nay chúng ta ít tham, ngày trước chúng ta sân nhiều, hôm nay chúng ta ít, hay là ngày sau chúng ta ít sân, hiện kiếp này sân chúng ta tham, thì tất cả là do cái khả năng điều tiết, do cái khả năng áp chế, do cái khả năng tu tập, và do cái khả năng mà nói đến một cái lĩnh vực tu tập của chính mình thôi. Không ai có thể nào mà phân biệt được. Chỉ có cái tự giác của Phật thì Ngài mới thấy được chúng sinh. À, chúng sinh này họ đa dục hay là đa sân, đa si. Chúng sinh này là phước dày, nghiệp móng, hay hoặc chúng sinh này là có khả năng chứng đắc, không có khả năng chứng đắc, hay là thiếu duyên lành, vân vân, thì chỉ có tự giác của Phật. Chứ còn tất cả chúng ta thì chúng ta biết là chúng ta cảm thấy ngày nào chúng ta còn chấp hữu nhiều, ngày nào chúng ta còn chấp thủ nhiều, ngày nào chúng ta còn sự buồn, đau, buồn, khổ nhiều, thì ngày đó là chúng ta biết là chúng ta nặng nề rồi. Cái đó sự thật, vì nó không được cầu, không như ý mình muốn. Tất cả. Cho nên ở đây, dầu cho là vua, chúa, quan quyền lớn nhỏ gì hết, cũng đều ở trong một cái biển đau khổ này. Mà mỗi mỗi hoàn cảnh, mỗi mỗi cái cuộc đời nó khác khác nhau. Gọi là trăm hoa đua nở, trăm sắc. Và khi cái hoa nó nở ra, đến khi nó tàn, thì cái tàn nó cũng khác khác nhau hết. Nó nở cũng khác khác nhau, và cái tàn úa nó cũng khác nhau. Và rồi, đời con người, chúng sinh nó đa dạng, đa hình, mà chúng ta gọi là muôn hình dạng trạng đó, chính là chúng sinh. Nhiều cái chủng loài rất là lạ, và cũng nhiều nhiều cái kỳ hoa dị thảo. Nó cũng cây cối cũng như thế. Do yếu tố của tứ đại thì nó sinh ra nhiều cái cây cối và vật thể. Rồi cũng do cái nghiệp của chúng sinh mà cũng nhiều cái hình loại, hình thể của chúng sinh khác nhau. Và ngay cả ở kiếp con người, cái biệt dị nghiệp đó nó cũng sinh ra nhiều cái hình trạng, hình tướng, hình dạng và hành trạng của con người cũng khác khác nhau. Dạ, khác nhau hết. Bởi vì trên hiểu biết về Phật pháp và chúng ta mới thấy được chúng ta có một cái nhìn nó phổ quát hơn. Có một cái nhìn nó mà chúng ta biết buông bỏ, chúng ta biết đón nhận. Và chúng ta biết vượt qua, chứ mà chúng ta ôm ấp và chúng ta khổ cả đời này, khổ cả đời kia, hoàn toàn không phải như vậy. À, cái điều Phật pháp hay cái chỗ đó, bây giờ chúng ta không có phải khổ đau nhiều, không có phải sợ hãi nhiều, không phải lo lắng nhiều, mà tất cả nó đã đến thì nó sẽ đến, và nó sẽ đi là đi. Còn luân hồi thì như thế, chúng ta đau đớn thân xác, chúng ta buồn khổ, bởi vì tại sao như vậy? Bởi vì còn sống trong cuộc đời, còn cái hơi thở này, chúng ta nói rằng chúng ta còn nợ ân tình của cha của mẹ, là nói theo cái tình hiếu thảo, cái tình mà cái hiếu đạo làm người. Nhưng còn hơi thở này, còn sự sống này, là chúng ta đã nợ luân hồi, bởi cho nó phải trả nợ luân hồi quá nhiều. Cho nên nợ luân hồi này, đó là chính chúng ta bị kiềm tỏa của ác ma,
à, hay như vậy đó, bị giới vứt của ác ma bao nó phủ chúng ta, cho nên không chạy, không thoát qua khỏi, không thoát qua được. Nếu là mình có cái sự tu tập thì nó là một chuyện khác, còn nếu không tu tập là một chuyện rất khác. Vậy thì khi nay mà chúng ta học cái bài học hôm nay, Upachala, nàng đã vượt qua cái gì? Được vượt qua các cõi giới, vượt qua các cái sanh hữu, để vượt qua cái sự tầm cầu sanh hữu về các cõi giới đó. Ngài sợ hãi cái chuyện phải tái sinh vào các, cho nên nhiều khi cái tâm tư của một cái bậc hiền thánh nó khác hơn tâm tư của phàm phu là như vậy. Những cái sự suy nghĩ của các ngài nó vượt thoát. Nhưng chúng ta nhớ, nếu như chúng ta đang muốn làm một cái gì đó nó bị cản trở, hay có người theo mà để khuyến dụ chúng ta, là chúng ta dễ bị sa ngã. Nhưng với Bồ Tát, chúng ta nhớ khi mà trốn khỏi thành đó, để đi xuất gia tầm đạo đó, thì ma vương đi theo nó, đường đi này Tất Đạt Đa, ngươi sẽ làm chuyển đương thánh vương, sẽ là bá chủ thế giới này. Với một con người mà được nghe như vậy thì quả thật người ấy sẽ rất là vui, rất là thích, rất là quan hỷ. Nhưng ngược lại với Bồ Tát thì nghe như vậy rất là sợ, rất là lo. Bởi vì lo cái gì? Lo cái sự một lần nữa xin hỏi thì tôi tuyên quyền biết thì tôi còn nói chuyện, xin thỉnh thì tôi tiếp tục. Dạ, nếu hòa thượng xong thì cũng cứ thỉnh hòa thượng. Dạ được. Dạ, xin thỉnh hòa thượng. Dạ. À, thưa quý Phật tử, ở bên Phật giáo Nam Tông và có lẽ bây giờ Phật giáo Bắc Tông cũng có cái chứng này, nhưng già nó là trở nên phổ thông, gọi là vô duyên. Dạ, tu vô duyên là người ta vào chùa không có tu luôn, nhưng mà tu tạm ở trong một cái thời gian nào đó. Nhưng mà thực ra cái chữ vô duyên đó nó bắt nguồn từ một cái ý niệm đó là trong cái đời sống của người Phật tử, dù xuất gia hay tại gia, là chúng ta gieo một cái chủng tử, một cái chủng tử thiện, một cái chủng tử giác ngộ, một cái chủng tử giải thoát trong cái đời sống của chúng ta. Mặc dù hiện tại hiện nay thì đối với chúng ta điều đó nó vẫn chưa phải là một điều mà nó hoàn toàn là chúng ta theo đuổi. Nhưng mà thứ nhất là chúng ta cũng có tạo một cái duyên. Mình xin chúng ta nói về chuyện yêu duyên này. Là vì như vậy, thưa quý vị, là thật ra nếu chúng ta đọc trong Trúc Sinh Truyện, tức là câu chuyện tiền thân, những câu chuyện tiền thân của Đức Phật và các vị thánh đệ tử đó, thì trong vô lượng kiếp luân hồi đó, các ngài uống ở trong một cái giây phút nào đó, bỗng nhiên cảm nhận
cảm nhận một cách sâu sắc về cái nỗi khổ của thế gian và hướng đầu quả bình giác ngộ giải thoát. Chúng ta đọc câu nói của Thánh Ni về Niết Bàn đó là không có chấn động, không diệt đạo. Và cũng không quan tâm, ác ma cũng không tới được. Thì chúng ta nghe như là một cái công án mà chứa dịp ẩn số, nó quá bí hiểm, chúng ta đôi khi chúng ta không hiểu nổi. Dạ, chúng ta không hiểu nổi. Nhưng mà thật ra thì chúng ta có thể cảm nhận phần nào cái hạnh phúc của Niết Bàn qua cái sự chiêm nghiệm về cái nỗi khổ ở trong hiện tại. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là có một Phật tử rất nhiều năm bị khổ vì thiếu tiền credit card. Thưa quý vị, rồi có một lần vị này có cái miếng đất nhỏ ở tại Scotland và có một người họ đầu tư về bất động sản, họ đến họ đề nghị mua cái giá tương đối rất cao, cao gấp 4 lần cái giá mà vị đã mua. Và khi vị đó đã bán được miếng đất đó rồi đó, thì một phần tiền miếng đất đó trả hết credit card, hàng tháng không còn thấy credit card nữa. Thì vị này rất là sợ, trong lòng nó dễ dàng, hạnh phúc vô cùng. Thí dụ về cái mà chúng ta gọi là gánh nặng được đặt xuống, và gánh nặng đặt xuống những cái điều gì đó mà nó cứ ám ảnh, nó cứ chi phối chúng ta hoài. Và chúng ta cũng nghe câu chuyện của ngài Giá Sát ở trong tiền kiếp đó, ngài có tham gia cái công việc thiện nguyện, đó là đi hỏa táng những xác chết vô chủ. Hồi xưa có những cái người mà có những người mà không có thân nhân quý cùng, những người vô gia cư, khi họ chết, chết bờ chết bụi, không ai chôn cất hết, thì để như vậy nó sinh nó thối đó, thì nó tạo cái cảnh rất là đúng biết cho người qua trả lại, mà cũng tội nghiệp cho cái thân phận của một kiếp người chết đi rồi, giống như một con chó chết vậy đó. Thì có một nhóm người họ tình nguyện là ở đâu có những xác chết thì họ đến đó, họ tìm cách họ quấn lại rồi họ mang đi một cái chỗ thích hợp để họ hỏa táng. Thì như vậy là nó tốt cho người chết, bệnh tốt cho người sống. Công việc đó là công việc làm bằng cái tâm lành, làm bằng thiện tâm. Có một lần có một xác chết ở vô chủ, người trong làng đến nói với nhóm thanh niên này, thì những người thanh niên này đến để đưa đi hỏa táng, thì xác chết đó lại là một thai phụ. Vì lý do gì đó mà người phụ nữ mang thai này là chết bờ chết bụi mà không có ai biết là thân nhân ở đâu. Và do vậy cái hỏa táng của người Ấn Độ không giống như là cái hỏa táng mà quý vị thấy ở Việt Nam hay bên Mỹ. Ở Việt Nam bên Mỹ thì chúng ta không thấy cái xác, nghĩa là mình bỏ cái quan tài kính rồi mình đưa vào bên trong cái lò để đắp lại. Cái hỏa táng mà ở mình Ấn Độ và cao biên hoặc bên ở biên hồi nhỏ chúng ta thấy và sau này qua Ấn Độ đó, là người ta chất một cái số củi là cái nhà hỏa táng và số củi dưới, và cái xác người ở trên cái khối gỗ đó, dạ, cái đống gỗ đó, và khi đống gỗ nó cháy từ dưới cháy lên thì nó thiêu đốt cái xác. Và nếu quý vị không quen á thì quý vị nhìn thấy đó, quý vị thấy cảnh đó, nó rất là mình dễ xúc động lắm. Dạ, cái xác người mà đem đốt như vậy. Nhưng mà trong trường hợp này thì cái xác chết á không phải là xác chết bình thường, mà lại là xác chết của một người phụ nữ mang thai, và thai nhi thì cũng đã lớn rồi. Chúng ta tạm gọi ví dụ như là đôi khi người mang thai ít không nói chi mang thai 7-8 tháng nào, thì khi mà lửa cháy thì cái da bụng bị nứt ra và cái bào thai ra, và cái hài và cái thai nhi ở trong bụng lồi ra bên ngoài, nó tạo thành một cái cảnh tượng rất là ghê rợn, rất là gớm ghiếc, rất là khó chịu.
Thì quý vị cũng nên nói thêm rằng khi người ta hỏa táng bằng cái xác không có quan tài đó, hay không có lò đó, thì cái xác nó hay co lại vô các đường kinh đó. Thì trong trường hợp đó, cái người mà đứng hỏa táng đó, họ phải cầm một cái sào để họ đẩy cái xác chết lại cho nó nằm ở trong cái phần lửa. Chúng tôi nói điều này thì quý vị nghe có thể hình dung được, nhưng mà nghe nó kỳ lắm. Thì giống như là có người nào đó nướng một con gì đó, và một con vật nướng để ăn, mà con vật đó như con khô mực chẳng hạn, khi mình nướng nó cong lại, thì người ta phải cầm cái đũa họ trở qua trở lại về đó. Thì những người mà chết mà thiêu trên cái dàn hỏa táng của mình, khi mà chết đó, thì phải có cái người cầm một cái cây này, tại vì cái xác chết đó, cái di thể có thể nó co lúc lại, và người này phải đẩy cái xác chết vào. Và trong lúc anh thanh niên ảnh cầm cái cây anh đẩy vào, thì anh thấy cái thai nhi trong cái bụng của người phụ nữ đang bị hỏa táng, đang hỏa táng đó, nó lộ ra bên ngoài, và cái hình ảnh nó thật sự rất là khó quên. Thì anh nhìn hình ảnh đó, anh thấy khổ quá, cứ một hồi khổ quá, mình sanh ra làm con người thì đã khổ rồi, mà trong cái quá trình sanh ra mà từ trong thai bào nó khổ rồi, mẹ chết rồi con chết theo, và con chết theo và cái chết, nhìn nó quả thật là đúng là cái kiếp nhân sinh nó đầy rẫy hệ lụy. Mặc dù nó chỉ là một cái hình ảnh đơn giản, dù chỉ là một ấn tượng đơn giản, nhưng mà nó lại in đậm ở trong tâm trí của người này. Và trong dục vòng luân hồi đó, người này lại là người làm rất là nhiều cái phước thiện, làm nhiều cái phước hạnh, kể cả phước hạnh ba la mật. Nên ở trong kiếp trước, khi mà thưa vị, Đức Phật ra đời thì vị này sinh làm con của bà Sujata, là người đã cúng dường cơm sữa cho Đức Phật đó. Thì có tên là Chát Sát, tên Chát Sát. Và bà Sujata đó, bà là một người gọi là người nhiều phương diện, ngoài cái việc là hữu duyên cúng cái bữa cơm trong cái ngày thành đạo của Đức Phật đó, thì bà còn là một người mà có một cuộc sống viên mãn rất là nhiều thứ, sắc đẹp, có một hôn nhân hạnh phúc và gia đình bên chồng cưng yêu hết mức, và sanh ra một đứa con quý tử, và đứa con quý tử tới là Giác Sát. Và chính vì có được quý tử này mà bà đã trở về lại làng, ngôi làng của bà, đến cõi cái Ajapala để cúng thọ thần tạ ơn. Mà không ngờ là bà lại gặp lại Đức Thế Tôn đang ngồi ở trong lá và bà cúng dường. Chúng ta trở lại, Giác Sát là con trai của bà Sujata này. Mà sống trong gia đình, có thể nói rằng sinh ra như cách đó của người Việt Nam gọi là đẻ một điều. Sinh ra trong dung lụa. Và có bao nhiêu là những cái thứ hạnh phúc. Cha mẹ cũng cất cho ba cái biệt điện, ba cái biệt thự. Một trong mùa mưa, hai là cho mùa lạnh, ba là cho mùa khô, để sống và hưởng thụ đời sống thật là giàu có, nhung nhụa êm ái. Nhưng mà rồi thứ gì, có một lần thôi, là có ở trong nhà tổ chức một đại yến, và có một số các cái nhạc công ca nhi được mời về để hát, để tạo cái không khí vui trong gia đình. Thì bây giờ nó xá đã bây giờ Giác Sát sau cái buổi chuyện đó đi vào trong phòng để nghỉ, và tới chừng nửa đêm đó, thì Giác Sát thức dậy. Có lẽ trời nó hơi nóng hay thế nào đó, mà muốn bước ra ngoài sân một chút để hưởng cái không khí mát. Trong lúc từ trong phòng ngủ đi ra ngoài sân đó, thì Giác Sát lại đi ngang một số các căn phòng, và bất chợt Giác Sát nhìn ngang đó, thì có một số các cái vũ công, những cái ca nhi mà được mời đến để mà hát hò đó, họ là những người
có những cái điệu múa rất là điêu luyện, có cái thân hình rất là cân đối đẹp đẽ, có cái khuôn mặt là tươi tắn kiều diễm, và khi mà họ trình bày diễn những vũ khúc, những điệu nhạc thì quý vị họ rất là vui tươi, rất là quyến rũ, và có nhiều cái cử chỉ cả ái, âm thanh rất là dễ đi vào lòng người. Nhưng mà bởi vì cái buổi trình diễn nó kéo dài, do đó khi mình đi tàn thì mọi người ra về thì những cái nhạc công và những thai nhi này đó họ rất là mệt mỏi, và bởi vì họ được thuê đến để mà giống như chúng ta làm công nghệ ở trong nhà thưởng thức vậy đó, thành ra họ được cho một căn phòng, và trong căn phòng đó thì Ấn Độ họ dễ lắm, họ nằm người gốc họ nằm ngủ sau cái cơn mệt mỏi. Thì Giá Xá đi ngang, Giá Xá nhìn những người vũ công hồi chiều, họ rất là thả ái, rất là xinh đẹp, rất là quyến rũ, rất là điêu luyện trong các cái vũ khúc cũng như cảm thanh rất là hay. Bây giờ thì họ nằm ngủ ngang, và có một số người nằm ngủ trong cái thế không đẹp lắm, dạ, trong thế không đẹp. Thì thưa quý vị, có lẽ là đối với chúng ta đó, thì thưa quý vị, nó là chuyện bình thường thôi, dạ, rất là bình thường. Như là chúng tôi kể với vị có một lần mà không phải một lần mà nhiều lần ấy, thỉnh thoảng chúng tôi bay về California, ở trên đường đi ấy, thì gặp một số ca sĩ, những ca sĩ đó là vốn đã từng trình diễn trên những cái chương trình video nổi tiếng như là Tina Fey hay Asia đó, thì chúng tôi phải nói rằng nhiều người họ nói rằng ở bên ngoài, gặp ở bên ngoài nó khác, mà gặp ở trong phim nó khác, bên ngoài khác. Ví dụ như có những người ở trong phim thấy họ rất là cao, nhưng mà ở ngoài thì họ thực sự không có cao như vậy, họ rất là thấp người, nhỏ bé người, hay là ở trong phim thấy họ đẹp đẽ nhưng mà ở ngoài họ đen đúa hết, hay là ở trong phim thì họ ăn mặc thì sống rất là sang trọng, nhưng mà ở ngoài thực tế thì họ không có sang trọng như là ở trong phim. Chúng tôi thấy ví dụ như vậy đó. Thì Giá Xá cũng thấy hình ảnh tương tự như vậy. À, những vũ công hồi chiều, họ đi đứng, họ nhảy múa, họ ca hát, họ diễn dịch, mà cái nào cũng đẹp, cái nào cũng khả ái, cái nào cũng quyến rũ. Nhưng bây giờ khi họ nằm ngủ thì sẽ nhìn thấy hình ảnh nó không có đẹp, nó không đẹp giống như họ thấy bằng chiều. Nó là một hình ảnh tương phản rất lớn, điều tự nhiên như vậy. Đối với tất cả chúng ta, khi mà gặp những cảnh tượng như vậy thì nhiều lắm á là chúng ta chỉ có một chút thất vọng. Nhiều lắm là chúng ta chỉ có một chút thất vọng thôi. Nhưng mà đối với Giá Xá thì đó là một sự chấn động tâm thức, chấn động rất lớn. Sự chấn động đó khiến Giá Xá cảm thấy chán ngán. Chả lẽ cái đẹp của trần gian chỉ là bề ngoài, chả lẽ những hạnh phúc của trần gian phù dung như thế sao? Hồi tối có một buổi tiệc, nào là lộng lẫy siêu y, nào là những lời ca tiếng nhạc, bây giờ nằm ra sao thấy nó chán ngán như vậy. Thì thưa quý vị, cái tâm thức mà chấn động đó nó không phải khởi lên bởi vì đơn giản là nhìn thấy cảnh tượng tương phản mà Giá Xá đang thấy, mà thật ra nó là một sự trạng lại của một cái tâm trạng, cũng cái tâm thức mà đã có khi mà Giá Xá ở trong nhiều đời trước từng là một người thiện nguyện đi thiêu xác chết cho những người vô chủ, chết đi mà vô chủ, không có thân nhân, và nhìn thấy một cái thai phụ mà mang thai rồi quả đáng rồi tạo thì đánh đúng hai cái đó, cái cũ đó là chặn lại, và do vậy Giá Xá đã cảm thấy chưa bao giờ trong lòng mình thấy chán nản với tất cả sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Chưa bây giờ Giá Xá cảm thấy nhìn cái hạnh phúc của trần gian nó có một mặt trái, nó hoàn toàn không đáng yêu thích, nó hoàn toàn không đáng bám víu, nó hoàn toàn đáng để xa lánh như vậy. Và trong cái tâm trạng đầy chán nản đó, Giá Xá đã một mình thôi đi trong đêm tối,
Đó là sự dông đuổi của duyên nghiệp quá khứ, từ việc đi và cứ đi. Vừa đi, thỉnh thoảng thốt tiếng thở dài về cái sự phù dung của thế gian. Và tự nhiên cái xá, không có bước chân dông đuổi lại đi ngang một cái hoa viên. Hoa viên đó chính là Lộc Quyển, là vườn Mai. Và giá xá trong lúc than rằng thế gian thật là bẩn chất, thật là tầm thường quá. Thì thưa quý vị, có một người, một âm thanh nào đó đã nói giá xá, con phải đến đây. Tự nhiên đi trong đêm tối với tâm trạng chán nản, thì có một người kêu gọi ngay đức danh của mình và gọi đến đây. Thì giá xá đến gần người đó chính là Đức Phật. Mà Đức Phật giảng một cái bài pháp rất ngắn thôi, và giá xá được thay tâm, thành tựu được đệ giác và được Đức Phật cho phép xuất gia. Thì thưa quý vị, câu chuyện giá xá là một ở trong nhiều câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế, nói về các vị đệ tử mà trong đa số xuất hiện trong buổi sơ thời của con đường Hòa Pháp Đức Phật. Những vị này như là Ngài Mahakassapa, như là Ngài Sariputta, như là nhiều vị nữa, chỉ gặp được Đức Phật nghe một vài câu, dạ, nghe một vài câu giảng dạy đơn giản, nhưng mà cái sự giác ngộ bừng thay trong tâm của mỗi người do cái duyên lành của quá khứ, gọi là gieo duyên. Thì thứ gì trong đời sống của chúng ta đó, mình trải qua rất nhiều cái khổ cảnh. Chuyện của mình cũng có, chuyện chung quanh cũng trải qua rất nhiều cái khổ cảnh. Chuyện của mình cũng có, chuyện chung quanh cũng có, chuyện của thế giới cũng có. Ví dụ như là đại dịch COVID. Ban đầu thì nó chỉ là một cái tin tức, mà cuối năm 2019 thì ta nghe rằng có một cái bệnh lạ xuất hiện ở tại Vũ Hán, có nhiều người chết. Chúng ta đã từng nghe bệnh than, tức là bệnh SARS, SARS-CoV xảy ra nhiều năm trước. Chúng ta cũng từng nghe một số các bệnh dịch như là cúm gà xảy ra. Chúng ta có vẻ lơ là không nghĩ chuyện đó lan truyền. Nhưng mà thưa quý vị, một năm sau, tức là một cái hệ lụy toàn cầu. Và cho đến hôm nay đại dịch vẫn còn, mặc dù những quốc gia đã mở cửa, nhưng mà dịch vẫn còn. Chúng ta hàng ngày theo dõi tin tức thấy ở Ukraine, quốc gia nằm ở Âu Châu, mà bị một nước lớn như là Nga, do cái tính cách của người lớn, nước lớn đang hiếp nước nhỏ, và bắt buộc Ukraine phải thế này, phải thế kia để đâu vượt qua, tạo vô số những cái thảm kịch, có những thành phố bị san bằng, có những người chết một cách vô tội vạ, và có hàng mấy triệu người phải tản cư đi lánh đạn sang Ba Lan, tạo nên một cái bi kịch của nhân loại ở thế kỷ này. Tất cả những điều đó, thưa quý vị, nó đều nằm ở trong cái hệ lụy của nguyên loại, của tham vọng, cái hệ lụy của cuộc sống. Nếu Ukraine là một quốc gia sa mạc khô cằn, không có gì, nghèo quá thì chẳng ai muốn xâm lăng như vậy. Nhưng mà quả thực Ukraine, ngoài cái một cái quốc gia mà có nhiều cái công nghệ quan trọng thời Liên Xô, mà còn là một cái vùng đất béo bở của Âu Châu, mà tự nhiên bị đánh thôi. Dạ. Giống như là một cô gái có gian thì có những người cường hào ác bá thì họ tìm cách họ chiếm đoạt. Chúng ta có thể nói một điều như vậy là mình nói chuyện xa xôi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó. Có những lúc chúng ta trải qua những cái khổ nạn, trải qua những điều trái ý nghịch lòng, nó ảnh được cái này mất cái kia, ngay cả cái chuyện mình trời mưa xuống mình nhà dột, nó cũng là cái khổ. Hoặc giả là tự nhiên mình phải lo những cái chuyện giấy tờ mà phi phức không đâu ra đâu, ví dụ như vậy. Thì khi mà chúng ta gặp những cái cảnh khổ đó, nếu chúng ta ngồi xuống một chút, chúng ta chịu khó quán chiếu thấy rằng bản chất cuộc sống là như vậy, cái hệ lụy của đời sống là như vậy. Và đó là lý do tại sao Đức Phật đã dạy rằng
các hành là vô thường, các hành là khổ não. Nó vô thường là tại vì bình an, cái sự bình an mà chúng ta thích nhất nó không có tồn tại hoài. Hay là khi chúng ta bệnh, chúng tôi đây gặp những người rất khỏe từng trước từng này, họ mời chúng tôi đi tụng kinh cầu siêu cho người đó, người đó đột quỵ chết. Chúng tôi đã từng gặp những người mà khi chúng tôi mời đến để tụng kinh ở bệnh viện thì chúng tôi nhớ rằng 20 năm về trước khi chúng tôi mới gặp họ là những người rất là đẹp đẽ, bây giờ trải qua cái bệnh ung thư đã xuống sắc rất là nhiều. Ví dụ tất cả những điều đó đó, nó cho chúng ta thấy một cái bản chất của đời sống. Và nếu chúng ta chịu khó ngồi xuống đem những điều đó vào trong lòng, gieo trong tâm tư của chúng ta một cái chủng tử về cái sự tương phản giữa khổ đau và hạnh phúc, giữa trầm luân sanh tử và niết bàn, thì biết đâu chứ gì, đó là một cái chủng tử thiện, một cái chủng tử bồ đề, một cái hạt giống lành gieo trong tâm tư của chúng ta, để mai hậu khi mà chúng ta gặp lại Đức Phật hay các bậc thánh nhân, hay là nghe đâu đó một câu kinh và các hành là vô thường, các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ, chúng ta lại mừng khai tuệ giác. Thế nó có chứ không phải không có. Chúng ta nên cho phép bản thân của mình được mở lòng ra, được sống với sự thật, nhìn vào sự thật, và xin cho chúng ta nhìn những nỗi đau khổ của cuộc sống này không phải là chuyện điều để phiền, để than vãn, để khóc, mà đau khổ đó có thể là chất liệu của giác ngộ. Có thể chúng ta không tin điều đó, nhưng mà sự đau khổ nếu được chúng ta nhìn thật thẳng, thật rõ, và chúng ta dám nhìn vượt lên trên cái phản ứng thường tình của chúng ta, mình nhìn với góc nhìn rất là Phật pháp, nhìn với nhìn rất là chấp nhận đối với sự thật của chúng ta, nó sẽ tạo cho chúng ta được những khổ mà chúng ta gọi là động lực rất là mạnh để hiểu rằng cuộc sống này, những gì mình thấy, những gì mình nghe, những gì mình cảm nhận, nó chỉ là một cái phần của tảng băng nổi ở trên, và cái phần sâu ở dưới chúng ta không thấy. Cái sâu xa ở dưới mà chúng ta thấy đó, thì thứ gì đó là những gì mình thấy đi đó. Thế giới này bị thiêu đốt, thế giới này bị chấn động, phàm phu thì không có quan tâm, nhưng mà ma cũng không có, dạ ma cũng không có, không có nhận ra. Thì đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử ở trong cái bài kinh ngày hôm nay, và sẽ kết thúc chương trình hôm nay của Đức Phật Pháp Thích Ca Tâm Ma. Ngày mai này thì quý vị chúng ta sẽ có giáo trình, sẽ có môn tu ứng bộ như hôm nay, và vị giảng sư của chương trình ngày mai là Thượng Tọa Pháp Đăng. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con Nguyên Xuân xin thay mặt đại chúng trong râm chúng con kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, và tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con lắng nghe, ghi nhớ và hành trình trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chân pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Yes, I'm a man.
Yeah, I can't.